Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất thì Hùng sẽ đánh giá nhanh tất cả những cái kịch bản phân tích về thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì Hùng Lê sẽ đi view lại danh mục các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc của chúng ta để chúng ta xem thử trong cái thời gian vừa qua, trong cái tuần vừa qua thì danh mục cổ phiếu của chúng ta đang có những biến động như thế nào. Và phần cuối thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta phân tích đánh giá những cái xu hướng, những cái nhận định xu hướng ở thị trường trong tuần mới. Thì đấy là những cái nội dung chính mà chúng ta sẽ có trong bản tin video số 167 ngày hôm nay. Thì kết thúc tuần ngày 30 tháng 7, tuần cuối cùng của tháng 7, thì Hùng Lê đã ra bản tin video số 166 phân tích đánh giá tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 8. Trong đó VN30 và phái sinh dự kiến test lại những cái vùng biên. Ví dụ đây là Hùng viết tắt thôi, còn các anh chị có thể xem lại chi tiết. Index và trong tuần vừa qua thì chúng ta sẽ chứng kiến một cái tuần giao dịch khởi sắc, và chúng ta sẽ bắt đầu chốt dần những mã cổ phiếu mà đã đạt được target. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã có một cái hành trình phân tích tín hiệu tạo nền của thị trường từ vùng rất là sớm, và tất cả những cái điểm phân tích đó đã cổ phiếu chúng ta đã gặp hỗ trợ và chúng ta đã có những khuyến nghị mua rất là sớm. Và cái ảnh nền thì một số các anh chị em có comment vui ở dưới là ai đây, thì đây là một cái ảnh vui thôi, rất là xinh đúng không các anh chị, đúng không ạ, rất là xinh đẹp. Các cái cổ phiếu của chúng ta trong tuần vừa qua cũng như vậy, nó xinh đẹp đến mức nó tím hết cả người đó, một cái tông màu tím để chúng ta kỳ vọng một cái tuần giao dịch đầu tiên khởi động vào tháng 8, chúng ta sẽ gặt hái thêm những cái thành công và các cái cổ phiếu của chúng ta sẽ có thêm màu tím và có thêm nhiều màu tím. Thì đấy là cái nội dung, cái sự bức tranh kỳ vọng về một cái tuần giao dịch trong bản tin video số 166. Và cùng với đó thì có ở đây thì các anh chị có thể thấy rằng là ông đã có đánh giá rất là chi tiết những cái vùng phân tích kỹ thuật. Ví dụ trên góc độ kỹ thuật đây, ông có nói đây này, về các cái yếu tố cơ bản ở thị trường chứng khoán Việt Nam đó, thì dịch bệnh này, và chúng ta sẽ quen dần với cái câu chuyện như vậy. Rồi ở góc độ kỹ thuật thì các cái nhóm ngành đang giao dịch rất là tốt và yếu tố quan trọng để đánh giá xu hướng tiếp của thị trường chung. Hùng Lê tiếp tục đánh giá xu hướng này tiếp diễn, tức là cái xu hướng tăng giá cho đến lúc chúng ta xuất hiện các tín hiệu đảo chiều hoặc phá vỡ các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại. Thì phiên giao dịch của ngày thứ hai thì tạm thời chúng ta sẽ ngắm đến ví dụ VN30 chúng ta sẽ ngắm đến vùng 1440 điểm đó, phái sinh ở vùng 1435 và index có thể ở vùng 1300 điểm. Thì chúng ta cùng nhìn lại một cái bức tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam về tổng quan trong cái thời điểm vừa qua, trong cái tuần vừa qua. Thì đây các anh chị, ở đây là phiên kết phiên của ngày 30 tháng 7 và bắt đầu phiên giao dịch của ngày thứ hai đấy ạ. Thì trong phiên ngày thứ hai thì index VN30 của chúng ta có một cái điểm test cung nó khá là nhẹ nhàng ở vùng 1440 điểm đó, thì nó cũng sẽ song trùng với những cái nhịp dự báo về mặt kỹ thuật. Ví dụ VN có thể test lại về vùng 1440 điểm, ví dụ như vậy, và phái sinh thì có thể test lại vùng 1435. Thì chúng ta sẽ xem đây, phái sinh đây các anh chị. Thì phái sinh ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó đánh rất là khỏe đây các anh chị. Khi trong cái phiên kết tuần thì nó hình thành nên được một cái biên ở đây là biên 1440 đến biên 1445 điểm. Thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai chỉ có một cây nến đây này, có một cây nến tí tẹo đây, nó nhún xuống, tức là nhún xuống chạm biên 1440 điểm thì nó rút chân lên, tức là dự báo kỹ thuật thì nó phái sinh có thể test về cái vùng ở đây là vùng 1435 điểm thì nó chỉ test về cái biên 1440 thôi. Và từ đó thì phái sinh đã có một cái trận đánh long lên, và đến khoảng kết phiên chiều của ngày thứ hai thì phái sinh có quay lại test biên. Có quay lại test biên ở đây, đó là biên 1440 và 1445, và biên test này không gãy các anh chị, đây không gãy. Và kể từ đó thì thị trường của chúng ta bắt đầu một trend kỹ thuật long, và Hùng sẽ không đi sâu về phân tích cái trend kỹ thuật long ở đây,
Và các cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta phải cập nhật trong các cái phiên giao dịch trực tuyến. Chứ còn nói bây giờ thì mọi người sẽ rất khó hình dung, nhưng chúng ta sẽ nói những cái điểm mấu chốt, điểm bản lề của thị trường để chúng ta xác nhận rằng thị trường đi tiếp thì thị trường của chúng ta cần có những cái biên kỹ thuật nào, test ở những biên nào là đảm bảo kỹ thuật để cho thị trường của chúng ta còn có thể tiếp tục một cái đà tăng tiếp theo. Đó, và chúng ta cũng nhìn về VN Index. Đó, ví dụ VN Index đây thì trong cái kịch bản phân tích, đây là cái điểm kết tuần, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Thì chúng ta trong cái phiên thứ 6 là Index có một cái điểm rất đẹp ở vùng 1305 đến 1310. Thì quay lại cái câu chuyện 1305 với 1310 thì các anh chị có thể tua lại những bản tin tuần giao dịch trước đây. Đây là một cái vùng đệm cực kỳ quan trọng mà thị trường của chúng ta phải cực kỳ vất vả chúng ta mới lấy lại được. Vậy thì khi chúng ta đã đánh chiếm được cái cứ điểm này ở cứ điểm 1305 đến cứ điểm 1300 đây, thì đây các anh chị có thể nhìn đến đây, đó trên biểu đồ đến giờ nhé. Đấy, thì thị trường của chúng ta phải mất rất lâu. Ở đây là nó đã đánh lên được cái biên 1300 điểm, nhưng sau đó thì thị trường của chúng ta đã rơi rất mạnh ở đó. Đây là một cái cú xả rất là mạnh của thị trường. Và đến cái kết thúc cái tuần giao dịch mà Hùng lê ra bản tin video số 166 thì chúng ta đã lấy lại được cái cứ điểm 1305 đến 1310. Đấy là một cứ điểm cực kỳ quan trọng để xác nhận cái xu hướng đi tiếp của thị trường. Và trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đã tiếp tục đi. Thì sau đó thì index của chúng ta cũng có một cây nến test ở đây, điểm sâu nhất nó test về vùng 1308 điểm và sau đó lực long đánh vượt thoát vùng 1310 điểm. Và kể từ đó thì bắt đầu hình thành một trend kỹ thuật long lên đến vùng 1350 điểm. Và chúng ta cũng sẽ không nói sâu về từng phiên giao dịch trong tuần, mà chúng ta sẽ nói đến những cái điểm mấu chốt vấn đề ở đây. Đó là gì? Thị trường cần phải test cung để đảm bảo kỹ thuật. Đó là nó có thể test lại về vùng 1300 điểm, nhưng trên thực tế nó test cao hơn vùng 1310 điểm, 1300 điểm, đúng không anh chị? Tức là nó chỉ test ở trong cái biên cứ điểm là 1305 đến 1310 điểm thôi. Thì đấy là một biên test kỹ thuật cực kỳ tuyệt vời. Đó, đã giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta tăng tốt trong tuần vừa qua. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê có thể khẳng định rằng team của chúng ta, team của chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng đã phân tích một cái nhịp hồi của thị trường cực kỳ tuyệt vời. Và trong cái nhịp hồi đó chúng ta đã phân tích vô vàn các mã cổ phiếu có điểm mua đẹp, có điểm mua đẹp. Và đến thời điểm này thì cổ phiếu bắt đầu chạy những cái nước chạy rất là mạnh mẽ và bắt đầu chạy về đích, thì rất nhiều những anh chị em mà không xem được những cái bản tin video của Hùng Lê á, thì bắt đầu mua vào. Và mua vào ở thời điểm này thì lưu ý đó, những cái thời điểm Hùng có nói vui là đáy ở đâu đây, tức là cái thời điểm đó đang có những cái manh mún mà thị trường tạo đáy. Không ai khẳng định được đâu là đáy của thị trường anh chị nhá. Ông nào mà bảo chỉ rằng là đây là đáy của thị trường rồi, khẳng định 100% như vậy thì Hùng sẽ bái làm sư phụ. Đó, chúng ta chỉ dự báo được khả năng thị trường sẽ tạo đáy ở đây. Và trên cơ sở đó thì để chúng ta gom vào cổ phiếu. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng lại bắt đầu nói vui ở trên team không chat. Đó, trên team không chat đây. Đấy, trên team không chat là một cái team mà sẽ phân tích đánh giá tất cả các cái mã cổ phiếu, tất cả các mã cổ phiếu, tất cả thị trường, những cái biến động thị trường trong phiên thì đều được phân tích lên đây và sẽ giúp cho anh chị em của chúng ta có một cái định hình tốt nhất. Và đến thời điểm hiện tại cuối phiên giao dịch, cuối cái buổi ngày hôm nay thì cũng sẽ nói sâu hơn về thị trường trong thời điểm hiện tại. Và đến thời điểm này thì cái cơ bản về các cái định hướng của ông Lê cho cái tuần giao dịch tiếp theo, đó là chúng ta sẽ tiếp tục chốt những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã đạt được cái target, đạt cái tỷ trọng tốt và bắt đầu duy trì một cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu là 30-70. Và sau đó nếu thị trường có dấu hiệu suy yếu thì chúng ta có thể đưa về tỷ lệ 50-50 để chúng ta có thể bắt lại những cái nhịp hồi của thị trường, hoặc chúng ta có thể vượt lại những cái mã cổ phiếu sau khi chúng ta chốt cổ phiếu chỉnh kỹ thuật theo cả thị trường, thì chúng ta sẵn sàng tiền và chúng ta sẵn sàng bắt đó. Thì về cơ bản trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta đã có một tuần thứ hai tăng điểm rất là tốt và giúp cho tài khoản của nhà đầu tư của chúng ta xanh lên rất là nhiều và có rất nhiều mã cổ phiếu tím tăng kịch trần và tăng liên tục trong cái tuần vừa qua, thì đấy là một tín hiệu rất là tích cực. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào để chúng ta đi phân tích chi tiết một số các cái mã cổ phiếu các nhóm ngành.
Cái điểm xanh này các anh chị lưu ý đó là cái điểm mà chúng ta ra bản tin video số 166 ngày 30 tháng 7, thì cũng đánh dấu như vậy để chúng ta nhìn thấy được là trong một tuần vừa qua thì VIX đang tăng hay giảm đấy các anh chị. VIX đang tăng, ok. Đó thì đối với VIX ở thời điểm hiện tại nó đã đi được về cái target dự kiến vùng 115 và nó đang có những điểm nhả cung ở quanh vùng 113. Nhưng khả năng thì VIX sẽ nhả cung sâu hơn. VIX sẽ nhả cung sâu hơn. Trước khi mà có một cái lực đánh ổn định hơn ở đây thì cũng sẽ phân tích thêm. VHM đến thời điểm hiện tại, đúng rồi, rất tuyệt vời đúng không các anh chị? Và chúng ta đã nói đến cái vùng hỗ trợ của Vinhome ở quanh vùng 106. Tuần này thì Vinhome dự kiến đánh về 115, nhưng mà ở trên thực tế thì nó chưa đạt được cái mốc này. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì chắc chắn tuần tới Vinhome sẽ đánh qua 115 và xu hướng sẽ quay về cái vùng kháng cự đây quanh 120. VRE đến thời điểm hiện tại thì nó đang tích lũy tạo nền, và cái nền này khả năng nó còn thêm một chút xíu nữa, thêm một chút xíu nữa đi ngang. Thì các anh chị có thể canh gom thêm ở quanh vùng 27.5 đối với mã cổ phiếu VRE. Sapeco hiện tại không phân tích, nói chung nó không có cái vị gì cả, nó chỉ là cái mã cổ phiếu trước đây thì nó sử dụng, nó tạo lập thị trường thôi. Trong giai đoạn hiện tại thì gần như Hùng thấy cũng không đội lái của cái con này, nó không còn mấy nữa, và quanh 155 khả năng sẽ vòng vo ở đó. Vinamilk đến thời điểm này các anh chị lưu ý cho Hùng Lê, cổ phiếu Vinamilk bắt đầu chuẩn bị vào một sóng tăng, bắt đầu chuẩn bị vào một sóng tăng sau một cái giai đoạn mà Vinamilk tích lũy tạo nền ở đây vùng 84. Trong 2 tuần vừa qua Vinamilk tiếp tục có một biên giao dịch 86 đến vùng 87, và đây sẽ là vùng mà chúng ta sẽ vào vị thế. Sau đó thì chúng ta sẽ chờ đợi Vinamilk đánh bật một số các cái điểm đánh kỹ thuật nữa thì cũng sẽ phân tích sau. Nhưng cái vùng mà các anh chị có thể canh để chúng ta gom đó là vùng 85 đến 86, nhắc lại như vậy. Ở GTN, chúng ta đã có một cái hành trình khá là dài với GTN, và đến thời điểm hiện tại là nhà đầu tư bắt đầu chán nản, bắt đầu bỏ rơi, bắt đầu anh chị mà đang lỗ thì bắt đầu là coi như không buồn nhìn danh mục, ví dụ như vậy, thì cổ phiếu hoặc là một số anh chị bán cắt thì bắt đầu cổ phiếu nó chạy. Cái tâm lý phần đa là như vậy. Còn đối với GTN, trong team của Hùng Văn Lê vẫn khuyến nghị các anh chị, nếu như đã có vị thế, chúng ta cứ ôm chặt, chúng ta ôm lại đấy, rồi chúng ta làm cái gì? Đó, chúng ta bình tĩnh để chúng ta xử lý danh mục. Và đến thời điểm này GTN phiên ngày hôm nay đã có 1,7 triệu cổ phiếu được bắt. Ok, chúng ta sẽ xem phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba lực cầu đi đến đâu, và chúng ta cũng không cần phải vội vàng gì cả. Và GTN ở quanh vùng 17 chúng ta có thể bắt thêm ở những cái vị thế ở đây. Trường hợp nếu như mà chúng ta bắt thêm được mà nó hồi lên khoảng vùng 20 mà cổ phiếu đảo chiều thì như vậy là chúng ta cũng đã có một cái nhịp để chúng ta đảo hàng chém cá ở trên thớt để chúng ta giảm giá vốn, và chúng ta chỉ đao một vài lần như vậy thôi, rất là ok để chúng ta sẽ chiến đấu. VLC cũng khá là ok rồi, khá đẹp rồi. Con này thì đã chém một nhát rồi, bây giờ chém nhát thứ hai 27. Thực ra là cái điểm ở đây điểm 28 chờ bắt nhưng mà không bắt được, hơi tiếc một tí. Thôi đành phải chờ thôi, không sao cả. Thì nhịp này khả năng thì VLC sẽ kéo lại vùng 34, và sau đây các anh chị, đây là một nhịp đã chém được một nhát ở đây rồi. Sang đây chém nhát nữa, nhát này mà bắt được vùng 28 là coi như chỉ có lãi thôi chứ không còn lỗ nữa đâu. Đấy, bởi vì con này chỉ cần chém hai nhát là xong. Hàng không sẽ phân tích hai mã thôi, ngắn gọn. Ở VDC thì về cơ bản về lực đánh của em này vẫn khá là tốt, và tuần này thì đang tiệm cận lại cái vùng kháng cự đây 117.5. Xu hướng của VDC thì cơ bản thì nó không có tốt các anh chị nhé. Cơ bản thì bây giờ nhóm ngành hàng không thì các anh chị biết rồi. Nhưng nhìn về mặt ý đồ tạo lập thì Hùng vẫn đánh giá rằng VDC vẫn có cửa tăng. HVN đó, những anh chị nào mà đua vào đây là bây giờ bắt đầu lấn cấn đây này, và về đến đáy là lại bắt đầu bán. HVN sẽ có những điểm test lại cung ở quanh vùng 21, giữ được cái tốt. Nếu gãy 21 thì anh chị em của chúng ta chú ý nhá, gãy 21 là hỏng nhá. BVH ở thời điểm này cũng khá là ok rồi các anh chị. Đối với BVH cũng đã có một cái hành trình phân tích về mặt kỹ thuật ở vùng 49.5 đến vùng 50. Và trên cơ sở trong cái target kỳ vọng của tuần thì cũng đã đưa được về vùng 54 và đã có những cái phiên test kỹ thuật tương đối đẹp. Trong góc độ kỹ thuật thì khi chạm về vùng 54, BVH có thể có những cái điểm đánh
test lại cung ở vùng 52 ở đây, và lực cầu thì đang tương đối là ổn định, tương đối ổn định rồi. Mặc dù là chưa mạnh, chưa khỏe nhưng cũng đủ để chúng ta có thể kỳ vọng trong nhịp này BVH sẽ đánh lên khoảng vùng 50 mấy đấy các anh chị nhỉ, khoảng vùng 57 đến khoảng vùng 58. Khả năng là như vậy BVH. MWG tuần vừa qua có một nhịp đánh khá là tốt, xu hướng đã bứt lại được, các anh chị đã bứt lại được vùng 168. Và sau khi bứt lại vùng 168 thì đang có hai phiên ngập ngừng ở trên vùng 170 cộng ở đây thì cũng tương đối là tốt đấy. Xu hướng hiện tại thì MWG sẽ quay về đánh lại vùng 180, và về đến vùng này thì các anh chị em của chúng ta lại mang hàng ra mà chốt thôi, canh chốt ở vùng này. Bởi vì đây sẽ là một cái tọa độ mà cuối bản tin thì cũng sẽ phân tích thị trường chung, cái đấy rất là quan trọng. Ở chúng ta khớp nối cổ phiếu, đường đi của cổ phiếu, đường đi của thị trường chung, và chúng ta khớp nối các cái nhóm ngành lại với nhau để chúng ta có thể dự báo được một cái tọa độ ở thời điểm nào thì thị trường sẽ tạo đáy, thời điểm nào thì thị trường sẽ tạo những cái đỉnh ngắn hạn và bước vào những nhịp chỉnh như vậy. Ở PNG hiện tại thì tín hiệu giá là ok nhưng tín hiệu cầu thì nó chưa thể đẹp. PNG khả năng sang phiên ngày thứ hai vẫn có những cái điểm gom, có thể điểm gom quanh chị 3.5 đến vùng 95, khả năng nhịp này thì vẫn kỳ vọng đánh về 100 thôi. Họ nhà Man San thì chúng ta có MSN, MSN thì trong bản tin tuần thì cũng có lẽ có nói đến khả năng cổ phiếu này sẽ quay về test cung lại ở quanh vùng 130.2, và các anh chị nhìn thấy cây nến của ngày thứ hai đây. Giá nó sâu nhất là ở vùng 131.1 gì đấy. Nói chung là gần gần chít soát đến những cái điểm test kỹ thuật ở đây và sau đó nó kéo lên. Nhưng lực cầu thì nó không thực sự mạnh ở trong tuần vừa qua nên nó đang quay lại test biên. Quay lại test biên, đây là test biên 134. Thì sang tuần tới chúng ta sẽ quan sát những cái điểm test kỹ thuật của nó ở quanh đây. MSR đó, MSR đó nó không có gì cả, cổ phiếu này rất hay. Tuần này là bắt đầu có những cái tín hiệu khá là khởi sắc. MSR đẹp rồi, và cái vùng mua đây các anh chị này, nó dễ như vậy tại sao chúng ta không làm được vùng 18? Tuần này nó break vùng 20 rồi nó lăn tăn nó lại lên vùng 23-24 ở trên này rồi chúng ta lại làm cái gì ạ? Rồi chúng ta lại mang hàng ra chúng ta chốt. Mã cổ phiếu này đánh rất hay. MML trên góc độ kỹ thuật rồi, đó, nó cũng đánh cũng rất dễ, đúng không ạ? Chạm vùng kháng cự 80 lại chỉnh. Đó, chỉnh thì nó lại có khi nốt na nốt nốt lại quay về vùng đây, bao nhiêu đấy? 70. Đó, rồi về vùng 70 lại long con lại gom lại lên như thế, đó, đánh cứ thế mà đánh, và chúng ta đã có được những mã cổ phiếu nào mà chúng ta thường xuyên đánh thì cứ thế mà đánh thôi. Khá là dễ. Ở Bình Minh thì nó không có nhiều cái dư địa trong thời điểm hiện tại, vẫn biên 56 đến biên 57. Bacona trong tuần vừa qua giao dịch khá là tốt, cổ phiếu Bana thì Hùng Lê đã khuyến nghị mua, và chúng ta cùng nhìn lại một bức tranh của Bana đây cho các anh chị thấy. Ngày chắc chắn phải là ngày 21 tháng 7 rồi. Ngày 21 tháng 7 thì bắt đầu phân tích sau khi đây nhóm nhựa và em này đã bị đạp về nền hỗ trợ, và hỗ trợ ngắn hạn của nền này đó là nền 15. Và sâu hơn thì có thể phòng thêm điểm 14 đến 14.3, và chúng ta bắt đầu bắt tỷ trọng quanh vùng 15 đến 15.45. Đây là vùng mà chúng ta sẽ khởi động một cái xu hướng đầu tiên của cổ phiếu Bana. Thì đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu Bana là vùng 17 đấy các anh chị nhá. Từ ngày 21 tháng 7 thì đã bắt đầu chiến đấu. Đó, thì những cái vùng cổ phiếu tạo nền tạo đáy ở quanh vùng 14 đến vùng 15.5 ở đây, đó là thời điểm mình đã bắt đầu phân tích những cái vị thế đầu tiên, và từ đó là anh em trong team cứ tự động thế mua thôi. Và chúng ta đang đưa target của cổ phiếu Bana về vùng 18, thì lên đến đây là bây giờ mình nháo nhác mua, thì nháo nhác mua ở đây thì nó hỏng rồi, đúng không ạ? Bất lợi về giá vốn, bất lợi về đủ các thứ, nhiều thứ lắm. Cổ phiếu Bacona, cổ phiếu APH cũng đang rất là hay. Và APH thì đến thời điểm hiện tại là trong team của Lê đã bắt rồi, và Hùng sẽ chờ một điểm mua thứ ba, đã được hai điểm mua rồi, và điểm mua thứ ba sẽ test lại vùng con này đầu cơ các anh chị nhá, test lại vùng 46 không gãy thì chúng ta sẽ mở điểm mua thứ ba, và sau đó lên đến vùng 50 và nó sẽ test cung, và test cung ở điểm này kỹ thuật như nào đó thì Hùng sẽ chờ phân tích sau, và chúng ta sẽ tiếp tục có những cái chặng đường đua với mã cổ phiếu APH đó, ví dụ như vậy.
phiên ngày mùng 2 tháng 8, 30 tháng 7. 30 tháng 7 bắt đầu canh mua. Lúc đó 45.8 canh sọc rồi, sau đó thì bắt đầu tiếp tục phiên ngày 28 tiếp tục gom tiếp dưới giá xanh, vùng gom dưới và không mua đuổi giá xanh. Sau đó phiên ngày hôm nay thì tiếp tục cổ phiếu này nó có đây các anh chị, ngày hôm nay nó tiếp tục có cái vùng giá gom cực đẹp, giá 45. Nói chung là vùng đây chỉ có gom gom quanh 45, 45 năm thôi. Đó, những cái vùng này là những cái vùng mà chỉ có bắt gom thôi, không có bao giờ đuổi giá xanh cả, bởi vì chúng ta không phải vội vàng gì cả. Bởi vùng đây luôn là người sẽ chủ động cuộc chơi, ra phân tích ở những cái điểm rất là sớm, ví dụ như DAG chẳng hạn. Đó. Thì lên đến trên này mua làm cái gì nữa, đúng không? Ở những cái vùng thấp thấp dưới này 5.2, 5.3. Chúng ta mua lên 5.4, 5.5 rồi thì chờ để mà chốt thôi, ví dụ như thế. Đấy, nó dễ như thế thôi. G thì hiện tại đó, G thì tâm tuần vừa qua ông có nói đến cái điểm test kỹ thuật là vùng 54, và vùng này trong tuần thì nó có test sâu hơn vùng 54, và như vậy thì nó vô hình dung nó hình thành một cái biên test 3.5 đến khoảng vùng 54 ở đây cho tuần giao dịch mới. Phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ gồm FPT. FPT thì tuần vừa qua vẫn giao dịch tương đối ổn định, tương đối tốt thôi. FPT thì trong bản tin tuần cũ cũng có lấy cái mốc ở đây, đó là mốc 91.5. Và một số anh chị hỏi Hùng là có chốt FPT không? Thì Hùng có nói là 91.5 mà không gãy thì cứ cầm. Đó là về mặt quan điểm kỹ thuật. Còn đến thời điểm hiện tại thì có chốt không? Thì quan điểm là 95 không gãy thì chúng ta tiếp tục cầm. Đó, thì từng tuần hoặc là từng từng cái phiên giao dịch chúng ta sẽ có những cái biến khác nhau của thị trường để chúng ta có thể định lượng cái xu hướng đi của thị trường cũng như của cổ phiếu FPT thì khả năng sẽ đi tiếp. DGW đang mở trend kỹ thuật tương đối đẹp, thì nó sẽ quay về test lại ở biên 150. Trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở mốc này. Trong trường hợp mà nó đánh không gãy được, không thủng được cái mốc 150 thì các anh chị đang cầm DigiWorld có thể canh tăng thêm tỷ trọng. Còn trường hợp nếu mà đánh gãy thủng 150 thì sẽ canh chốt. Đó, ta sẽ rõ ràng như vậy. ITD là một mã cổ phiếu mà trước đây chúng ta có nói đến những cái góc độ đánh dài. Và thời điểm hiện tại thì cũng đang có phân tích một cái nhịp gọi là nhịp này, gọi là nhịp gì các anh chị? Gọi là co giật trước khi chết. Thì thông thường nó là như vậy. Tức là theo như cái cách hiểu của Hùng như vậy, thì sau khi mà cổ phiếu này có một cái điểm chỉnh cung về 16 ở đây thì đã phân tích một cái nhịp sóng hồi. Và nhịp sóng hồi này thì đưa cổ phiếu này về lại vùng 19 ở đây, và vùng này sẽ là vùng mà chúng ta, những anh chị nào mà chưa kịp chạy, chưa kịp thoát thì chúng ta sẽ thoát dần ở vùng này. Cái phương pháp thì nó đơn giản thôi, chúng ta sẽ thoát tối đa khoảng 70% tỷ trọng danh mục. CMG hiện tại cũng đang khá là hay, và cổ phiếu này thì phải đặc biệt lưu tâm. Bản chất là CMG trong những cái nhịp phân tích ở trước đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, có phân tích những cái vùng hỗ trợ 34 đến vùng 35, các anh chị có thể cứ xem lại đi. Tất cả nó đều nằm ở trên kênh YouTube, nó không có đi đâu hết. Những cái gì Hùng nói nó sẽ nằm đó mãi mãi đó, trừ khi là YouTube nó sẽ bị hủy diệt thôi, chứ còn nếu nó vẫn tồn tại thì cái kênh của chúng ta nó vẫn nằm đấy thôi, các cái video nó vẫn còn nằm đấy thôi. CMG có một điểm mở trang kỹ thuật ở trên vùng 4x rất hay, và đến thời điểm hiện tại thì nó đang có những cái phiên test kỹ thuật lại mà nó test kiểu rất là căng đấy, test kiểu căng đét luôn, vùng 43.5 không gãy. Một tuần test cung như thế này thì thuần về kỹ thuật được đánh giá rất là khỏe, và tuần tới nếu như mà nó vẫn không phá được ở đây á thì các tài khoản mà đã mua từ những cái vùng dưới này chúng ta sẽ canh mua tiếp. CMG sẽ mở một cái trend kỹ thuật khả năng bắt đầu vào sóng, và lên đến đây là coi như là chúng ta chỉ yên tâm thôi. Đó, trong trường hợp mà CMG mà đánh úp một phát bay vùng 46 mà mua bất chấp, mua hết luôn, đó, không có việc gì phải sợ cả. Rồi nhóm ngành xây lắp thì trong cái thời điểm vừa qua thì nhóm ngành xây lắp thì Hùng Lê có không có phân tích nhiều, nhưng Hùng Lê chỉ có lưu ý các anh chị là có một số các mã cổ phiếu đang đi theo những cái trend kỹ thuật dài, ví dụ HDG, HDC, KDH, VPG, rồi nhà từ Liêm, NTL, rồi CRE, đấy là những cái mã cổ phiếu mà nó đang đi theo những cái trend rất là dài. Thì về cơ bản là những cái mã cổ phiếu đi theo trend dài như vậy á thì các anh chị chúng ta mua
thì chúng ta mua từ từ, chúng ta mua rải đó, và chúng ta vừa mua chúng ta vừa thăm dò cổ phiếu. Và vì sao lại không phân tích? Bởi vì nếu như phân tích lên thì các anh chị đưa một cái target, vô hình dung là chúng ta đang đưa những cái target rất là cao. Ví dụ nhé, ví dụ là nói này, ví dụ HDG chẳng hạn. Một số anh chị có hỏi là tại sao lại không phân tích, thì ví dụ như HDG bây giờ hoàn toàn nó sẽ chạy lên vùng target 60, thậm chí là nó có thể đánh lên vùng 66. Đấy là những cái target theo những sóng dài rất là cao. Thì khi các anh chị nghe những cái bản phân tích của Lê thì các anh chị không hiểu và bắt đầu chúng ta bắt đầu mua ở đây. Đó, mua ở vùng 58, 59, thậm chí 60 là bắt đầu mua. Bởi vì là ông Hùng ông bảo là còn lên 66. Vậy thì bây giờ một cái tư duy cực kỳ nông dân đó là ông Hùng ông bảo là lên được 66 mà bây giờ đang ở vùng 50, vậy đang lái 6.000, tại sao chúng ta lại không mua? Đó, nhưng cái câu chuyện mọi người không hiểu được, để có được target 66 hoặc để nắm giữ được lên đến những cái vị thế trên này thì xin mời các anh chị em xem lại những cái bản tin phân tích của Lê HDG từ vùng 44 đến vùng 45. Đấy là những cái vùng mà người ta gom được cổ phiếu, người ta đã mua theo khuyến nghị và người ta nắm giữ đến tận thời điểm này. Thì ở vùng 55, ở vùng 56 ở đây, vùng 57 ở đây, người ta hoàn toàn có thể mua tăng thêm tỷ trọng từ 50 đến 100% số lượng đang nắm để người ta nâng lên target 60, nâng lên target 66. Đó, thì chính vì cái câu chuyện như vậy, do nhà đầu tư không hiểu được bản chất vấn đề nên Hùng không phân tích những cái mã cổ phiếu đang đi theo những cái trend dài như vậy. Còn trên thực tế trong team có những anh chị đang nắm thì hàng ngày Hùng Lê vẫn tương tác. Đó, ví dụ HDC, anh ấy sẽ hỏi là Hùng ơi, bây giờ HDC đi được đến đâu? Đó, ví dụ như vậy, đó HDC. Đó, thì Hùng sẽ có những cái phân tích, ví dụ HDC bây giờ là sẽ có những điểm test kỹ thuật không gãy 60 thì đang nâng cái target của HDC có thể đi về vùng 70 và xa hơn thì có thể đi về vùng 80. Đó, thì đó là phân tích ẩn đằng sau, tức là những ai đang cầm thì Hùng sẽ phân tích, chứ Hùng không phân tích lên room. Bởi vì phân tích lên là như vậy, một cái tư duy của mọi người là rất là nông dân. Bây giờ đang 60, ông Hùng phân tích lên 80, vậy 20 trên 60 tính ra bao nhiêu phần trăm? Ôi ngon quá, xúc. Thế là đến lúc không may cổ phiếu nó gãy kỹ thuật một phát là thôi xong. Đó, thế nên là cái câu chuyện đó là Hùng chia sẻ như vậy. Rất nhiều mã cổ phiếu đẹp đi theo những cái trend dài, KDH. Đó, ví dụ KDH test 40 không gãy thì sẽ có target khoảng 44 và thậm chí lên vùng 48 đến vùng 50, đó là những cái target dài. Đó. Nhà Từ Liêm. Ok, Nhà Từ Liêm có thể lên được những cái target ở khoảng vùng 36 và trước mắt ở đây thì sẽ có ở khoảng vùng 33 đến vùng 34 ở đây. Trước khi mà nó test kỹ thuật đó thì sẽ không phân tích những cái mã cổ phiếu như vậy nữa, bởi vì là nó không còn những cái điểm mua đẹp, đúng không các anh chị? Đó, ta lại phân tích những cái mã mà đang sâu dưới đáy này, CI. Rồi, CI thì bây giờ một số các anh chị em cũng đang kẹp, nói chung nôm na là đánh mãi không chịu lên. Thì không sao cả, ở vùng đây, vùng 16.5 chúng ta lại tiếp tục gom lên các anh chị. CI thì bây giờ còn cái gì để mất nữa đâu, đúng không ạ? Không còn cái gì để mất con này nữa. Ok, C2 thì trên kỹ thuật chúng ta sẽ tiếp tục gom. Đẹp, C2 đẹp. FCN thì trong bản tin tuần trước có một bạn có hỏi ở trên video á, thì cũng có nói đến cái câu chuyện là nó test lại vùng biên 1.2 và 1.3. Đây, phiên thứ hai test luôn. Mục tiêu của FCN nhịp này có thể đánh về vùng 25 đến vùng 13. Các anh chị có thể canh chốt. Sell thì đang được khuyến nghị gom cật lực. Và những cái điểm gom của sell thì chúng ta đây. Đó, ví dụ đây sell. Đó, các anh chị rất dễ, chúng ta có thể tra cứu lại bất kể những cái thông tin nào. Ngày 22 tháng 7 bắt đầu khuyến nghị sell ở vùng 8.3 đến 8.4. Đánh sell giờ tam góc độ kỹ thuật test lại cung đó, vùng 8.3 đến 8.4 là vùng mà các anh chị bắt đầu gom. Đó, 8.3, 8.4 ở đâu? 8.4 đây. Tức là các anh chị nhìn cái đường biên xanh xanh như này, nó vùng 8.3, 8.4, thậm chí có vùng 8.1, 8.0 ở đây, tha hồ mà gom. Đúng không ạ? Bây giờ về 9 rồi, nó chỉ cần break 9 thôi, nhẹ nhàng thì nó đánh về 10, từ 8 đánh về 10, 2 trên 8 bao nhiêu phần trăm nhỉ? 2 trên 8, tính nông dân tí xem. 2 trên 8. Sao không được ta? Phần trăm. Làm gì cho nó lại các anh chị, một nhịp đánh 25%, quá là đẹp. Cổ phiếu gì đấy ta? DG đến thời điểm này là đang vào sóng, vào trend, vào game, vào đủ các thể loại luôn. Thế thì DG chúng ta đang đưa được cái target về vùng 29 đến vùng 30. Tuy nhiên không phải đến thời điểm này chúng ta mới phân tích, mới khuyến nghị bắt cổ phiếu DG các anh chị. Đó,
không tìm như tìm thì nó ra hết. DG 22 tháng 7, 16 tháng 7. Đây các anh chị, 16 tháng 7, chính thức ngày 16 tháng 7 bắt đầu khuyến nghị bắt DG vùng 22. Các anh chị cứ dở lại canh quanh cái 16 tháng 7 đây xem DG lúc đấy có giá ở đấy không đây này. Đó, à đây không phải, đây là của SCR. Cùng thời điểm đó thì phân tích cổ phiếu SCR luôn, ở đáy luôn. Thì DG ở những cái vùng giá 22 từ ngày 16 tháng 7 đó, rồi xong đó từ vùng 23. Và một cái mật độ để phân tích 16 tháng 7, 22 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7, 28 tháng 7, mùng 4 tháng 8 và đến ngày hôm qua thì chúng ta bắt đầu tiệm cận đến những cái vùng target rất là ok. Đó thì cái câu chuyện là Hùng Lê luôn tìm những cái điểm mà rất thấp, rất rất nhẹ nhàng để chúng ta gom dần cổ phiếu ở những cái vị thế rất là thấp. Và cứ tính đi sơ sơ khoảng từ 23 mà đổ lên 30, tức là chúng ta sẽ tính ra cổ phiếu này thì chắc chắn chạm 30 rồi. Khả năng như thế này, đánh như thế này là dễ chạm 30. Như vậy thì chúng ta tính thêm 7 7 7 trên 23. 30% trong nhịp vừa qua đối với mã cổ phiếu DG. Nhẹ nhàng như vậy thôi. IDC cũng là một mã cổ phiếu rất là quen thuộc và cổ phiếu này bị kẹp lại. Đó, kẹp lại nhưng đến thời điểm này bắt đầu thăng hoa. Thì cái câu chuyện là chúng ta tìm những cái thời điểm nào để chúng ta nhận diện được cổ phiếu đó, thì IDC cũng đã có những phân tích rất là sớm. Chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật phá vùng 26 thì trong phiên ngày hôm nay phá 26, lực cầu tương đối tốt, duy trì ở tầm 8 triệu cổ phiếu, 8 đến 9 triệu cổ phiếu một phiên. Như thế này thì cái cơ hội đi của IDC rất là lớn và nhịp này thì kỳ vọng đánh về chạm 3x. Điểm mua thì cũng không nói nữa bởi vì nói lâu rồi. Bây giờ chúng ta chỉ view lại. LCG thì cũng như vậy, chúng ta có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây khá là đẹp đấy các anh chị này, vùng 11.5 và xu hướng nhịp này thì sẽ đánh lên khoảng 13.5 đến vùng 14. DRH khuyến nghị mua mới kính cong luôn. DRH thì mới kính cong luôn trong tuần này, hình như bây giờ hàng mới về được T1, T2 gì đó. Bắt đầu một cái nhịp chỉnh giảm ở đây và DRH đã có một nền tảng tích lũy tốt trong tuần, đã có những cái điểm break vùng 8.8 ở đây và vùng này thì bắt đầu có những cái điểm mua lên. Và mục tiêu là trong cái phân tích kỹ thuật Lùng có nói đến mục tiêu là gom cổ phiếu DRH dưới giá 8.9 ngày hôm qua ở đây, dưới giá 9 hôm qua. DRH này tiếp tục canh mua ở vùng 8.8, tiếp tục gom, mục tiêu là gom đủ hàng dưới giá 9. Tức là chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn về kỹ thuật cổ phiếu, bao giờ nó cũng thế thôi, nó có một cái vùng gom và đây này dưới giá 9, đây chính là cái điểm xanh xanh này các anh chị, tức là mục tiêu chúng ta sẽ gom dưới đây và trên 9 thì thôi chúng ta sẽ dừng gom và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt lời thôi. Thì DRH kỳ vọng sang tuần tới cái điểm mấu chốt kỹ thuật thứ hai đánh bay vùng 9.5 và khi bay đánh bay vùng 9.5 rồi thì chắc chắn là chúng ta có lãi. Đó. Cổ phiếu HBC cũng đã được khuyến nghị đầu tư trong cái thời gian vừa qua và những cái điểm bắt của cổ phiếu HBC khá là sớm, từ vùng 12 đến vùng 12.5 và đến thời điểm hiện tại thì đang đưa target của cổ phiếu này lên vùng 15. Đó, thì đây ví dụ như vậy thì khi mà chúng ta mà có được một cái phân tích về mặt kỹ thuật đó, nó rất là sớm. Ngày 22 tháng 7 cũng đã có phân tích một cái tọa độ hợp lý của HBC ở biên 12 đến biên 13 và BO thì đang cho thấy các cái điểm đổi chiều xu hướng và bắt đầu vùng 12 năm 13 bắt đầu có thể thăm dò. Và cái quan điểm trong team Mùng đã gọi là quán triệt, đó là sau khi điểm thăm dò cổ phiếu đúng xu hướng thì các tài khoản đã mua sẽ chủ động tăng tỷ trọng chứ đừng có chờ Hùng Lê, bởi vì Hùng Lê có rất là nhiều việc trong một ngày, chúng ta sẽ phải bao quát rất nhiều thứ. Các anh chị chỉ quản lý một tài khoản thôi và các anh chị chỉ quản lý khoảng 5 mã cổ phiếu thôi, nhưng Hùng Lê đang quản lý khoảng tầm độ 50 mã cổ phiếu của các nhóm ngành khác nhau và hàng ngày ông phải xào nấu tất cả 50 mã cổ phiếu đó để ông vòng xem là thằng này đang tăng, thằng kia đang giảm, thằng này đang giảm, thằng kia đang tăng, rồi thị trường đang lên, thị trường đang xuống, phái sinh đang long, phái sinh đang short, nó như là một con robot vậy á. Đó, các anh chị chỉ quản lý có 5 mã thôi, nhưng Hùng Lê làm một cái công việc tổng hợp như vậy thì Hùng chỉ bắt những cái điểm đầu tiên thôi. Đó, và sau những cái điểm bắt đó các anh chị mua rồi thì chúng ta cứ thế chủ động chúng ta tăng. Đó, HBC cũng được rồi, đất xanh đây các anh chị,
DG đã khuyến nghị mua. Thì đất xanh là bắt đầu đến ngày mùng 3 tháng 8, hôm nay là mùng 6 tháng 8, tức là cách đây khoảng 3 ngày, ở vùng 22, và sau đó thì có thêm vùng 21.5. Đây, đã có ngày hôm qua có thêm giá vùng 21.5, 21.6, tiếp tục ở vùng này 21.8, tiếp tục chủ động ăn hàng. Thì đến ngày hôm nay thì đất xanh chạy rồi. Đó, ví dụ như vậy. Thì cái phương pháp của chúng ta là như vậy. Đó, hôm nay thì bắt đầu là break được vùng 23, và với tín hiệu này thì sẽ kỳ vọng em này sẽ có những cái điểm test kỹ thuật. Chắc chắn nó sẽ test lại vùng 22.5, đẹp nhất là vùng 22.5 không gãy, và lực cầu tiếp tục duy trì khoảng tầm trên 6 đến 7 triệu cổ phiếu thì sẽ đưa target của em này lên khoảng vùng 24.5. Đó, lên đến vùng 24.5 mà ổn thì chúng ta lại nâng tiếp, tức là cái câu chuyện để mà nó lên được vùng 27 á thì nó phải có những cái điểm nhấn kỹ thuật ở vùng đây, vùng 24, và với những anh chị em mà đồng hành cùng với ông Lê thì đã quá hiểu cái phương pháp chúng ta đi xây target. Đó. Ở trong một sóng xuống thì chúng ta cũng làm như vậy, mà trong một sóng lên thì chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta không có vội vàng cái gì hết á. Rồi, KBC cũng được khuyến nghị đầu tư trong giai đoạn vừa qua, và KBC thì cũng đang đưa target của em này về vùng 37. Phiên này suýt soát đạt 37, bị chốt kinh 36.95, các anh chị, 0.05 nữa thì đạt target luôn. Như vậy là cũng khá là đạt rồi. Với cái gap này thì khả năng là nó sẽ lấy lại thôi, cái vùng 36 nó sẽ lấy lại thôi. Và lực cầu thì đang khá là tốt, kỳ vọng vào trong nhịp này thì em có này có thể đánh vượt thoát vùng 37 để đi về những cái vùng target cao hơn ở trên này thôi. Đó, thì cứ về đến vùng 37 chúng ta nhả 30% hàng, có gì đâu ạ. Về đến vùng 39 lại nhả tiếp 30% hàng nữa, về đến 40 thì chúng ta còn 40% hàng nữa, về đến 40 thì chúng ta lại nhả tiếp. Đó, nôm na là chúng ta cứ nhả từ từ vậy đó. IDC cũng con này thì vừa xây lắp vừa khu công nghiệp, sau một nhịp đánh từ vùng 30, mục tiêu từ vùng 30 đánh lên, nói chung nôm na là đánh lên đến vùng 37 đây. Nhưng trên cái vùng đi đó thì nó phải có thêm những cái điểm nhấn kỹ thuật. Điểm nhấn kỹ thuật ở đây thì phân tích lại cái điểm chỉnh khoảng 33.5. Hiện tại thì xu hướng cơ bản ổn thôi. Điểm mua thì không phân tích ở điểm trên này nữa. CKG thời điểm này cũng đang khá là hay của trong nhóm ngành xây lắp, và nó cũng đã chạy được một cái nhịp ở đây khá là tốt rồi. Thì nhịp này thì các anh chị có thể đua với lái bằng phương pháp là chúng ta sẽ quan sát thêm cái hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, đó là vùng 18 đến khoảng vùng 18.5. Ở vùng hỗ trợ này mà lái không đánh thủng á, thì như vậy là chúng ta có thể gom dần để chúng ta mua điểm break, nhưng mà cái điểm này thì Hùng Lê thường không khuyến nghị. Và nhóm setup thì chỉ có phân tích thêm một số mã như vậy các anh chị. Gọi là phân tích những cái mã cổ phiếu các anh chị còn có thể mua được. Còn những cái mã cổ phiếu nó đi theo trend dài á, thì Hùng chỉ có tương tác một thôi, tương tác với những cái tài khoản mà đang cầm thôi, chứ còn không phân tích lên. Bởi vì phân tích lên là đôi khi mọi người bị hiểu sai về bản chất vấn đề, nên là dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta mua bị sai. Hiện tại thì giá dầu hình như đang chỉnh giảm các anh chị, giá dầu hình như đang giảm, xem nào, giá dầu đang giảm nên là nhóm P dự kiến là nó cũng sẽ có những cái tác động tiêu cực nhất định nào đó lên nhóm P, đúng không ạ? Đây, giá dầu đang có những cái điểm giảm lại đây. Và vô hình dung nếu như trong trường hợp mà giá dầu không bứt lại được vùng 75 cộng thì khả năng là giá dầu sẽ hình thành đỉnh ở đây, sẽ hình thành đỉnh ở đây và sẽ bước vào một cái giai đoạn chỉnh dài của giá dầu. Và khi mà giá dầu bước vào một giai đoạn chỉnh dài á, thì nhóm P chúng ta cũng phải cực kỳ lưu ý. Đối với GAT ở thời điểm hiện tại, đưa target của GAT lên vùng 95, và trong tuần thì đã có những cái thời điểm suýt soát đạt 94.7, 0.3 nữa. 0.3 nữa thì đạt target và về đến vùng này, đây là vùng kháng cự. Các anh chị canh chốt. PLX thì hiện tại đang vẫn ok, và PLX thì có đánh giá cái vùng tạo đáy tạo nền ở vùng 48 đến vùng 49, và hiện tại thì trong tuần PLX đã đánh bay vùng 52. Xu hướng ngắn hạn sẽ đưa target lên vùng 54. PET đạt target 23/23, đây là vùng kháng cự các anh chị, 23 cộng, đây là vùng kháng cự, vùng này chúng ta canh chốt.
PVS ở thời điểm này cũng đã đạt được cái target 20, chính xác là đạt target 26 trên 26, và gặp kháng cự mà, vừa gặp kháng cự thì nó chỉnh thôi. Và chúng ta sẽ dò thêm cái vùng chỉnh kỹ thuật của PVS ở đây, khả năng là sẽ test lại cái mút của cái này này ở quanh khoảng vùng 20 25 mà. Đúng rồi, khoảng test lại khoảng quanh 25 thì sẽ có đánh giá thêm. PVD thì nó yếu hơn PVS mà sau một phiên đánh khá là tốt thì lại trả lại hết cung rồi, xu hướng là trả lại vùng 18.4. PVT đạt target 19.5 trên 19.5 và về đến đây là vùng kháng cự. Thì có thể nó sẽ quay lại về test cung, và nếu như test ở khoảng 18.7 các anh chị nhé, 18.7 mà không gãy là được, còn gãy 18.7 như vậy là nó hỏng hỏng kỹ thuật ở đây. Thì chúng ta cũng không biết là cổ phiếu có đi tiếp được hay không, nên là cứ đúng target là cứ mang hàng ra 30% mà chốt ở vùng 19.5, đúng sai tính sau. Đấy. Đỡ phải phân vân, cứ đúng công thức thế bắt lên mà. Đó, ví dụ như các anh chị có thể BSR ví dụ như đây. Thì chúng ta phân tích một cái target ngắn của BSR vùng 20, nôm na vùng 19.9 đến vùng 20, cứ đem 30% mà bán, đúng sai tính sau. Xu hướng ngắn hạn của BSR nó có thể test lại cung đây các anh chị này, xu hướng này thì có khi là P là nó test lại cả dòng đấy, P test lại cả dòng. OI đến thời điểm này cũng đạt được cái target 13 trên 13 và đây là 3 phiên công kháng cự 13 chưa thành. Thì cái câu chuyện là công kháng cự không thành thì nó lại có xu hướng test lại thôi, xu hướng test sâu ở khoảng 12.5. POVK đã khuyến nghị mua đến bây giờ chứ không phải bây giờ mới mua. Đây ta thử search lại cái POVK nào. POVK ngày 23 tháng 7. Đây ngày 23 tháng 7 bắt đầu bắt đáy được rồi cả nhà ơi, lúc đó là 10 giờ 40 phút ngày 23 tháng 7. Vùng 10 đến 10.4 BO đang cho tín hiệu tích cực. BO là cái gì? BO là một cái phần mềm phân tích định lượng của ông Lê, nôm na như thế thôi. Phần mềm nó chạy bằng cơm, không chạy bằng những cái thứ khác. Bắt 20 đến 30% tỷ trọng ở vùng 10.4 đến vùng 10.55 ngày 23 tháng 7. Và đến thời điểm hiện tại thì POVK cũng đang có những cái phiên đánh tương đối là tốt và chạm lại về vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 11 đến khoảng vùng 11.3. Thì về đến biên này cổ phiếu nó sẽ cần thời gian và cũng sẽ có thêm những cái phân tích đánh giá định lượng của em này ở cái vùng này, sau khi mà có những phân tích sau khi mà có những cái dữ liệu kỹ thuật tiếp theo. Phân tích sang nhóm banh, cũng là một nhóm khá là quan trọng. Thì trong phiên giao dịch buổi sáng á, thị trường nhóm banh và nhóm chứng khoán giữ tương đối ổn định, nhưng trong phiên chiều thì banh và chứng khoán lại đang có những cái sự suy yếu nhất định. Thì trong một cái nhịp hồi tổng quan của thị trường, các anh chị lưu ý đó là banh và chứng khoán ở đây đang đánh một nhịp hồi với, tức là nó chạm vào cái hỗ trợ thì nó gặp cái hỗ trợ đó nó bật lên, tức là nó bật lên với một cái nhịp mà nó không phải là một cái sức lên, không phải một cái thế lên, mà cái nhịp hồi gọi là hồi với. Thì khi hồi với như vậy á thì thường nó đi không bền, nó chỉ đi một đoạn thôi, nên là chúng ta chú ý đó, chú ý đến thời điểm hiện tại đỉnh ở đâu đây rồi đó. Vietcombank thì đối với Vietcombank dự kiến hồi lên vùng trăm, nói chung là nôm na trong tuần líu díu loanh quanh như này thì Vietcombank khả năng là sẽ quay lại test nền thôi. ACB, như vậy là ACB sau một cái phiên đánh ở tuần trước, cái tuần này ACB về cơ bản nó chưa có tiêu cực, 33.5 lên vùng 36 vẫn còn giữ được. Bit chạm kháng cự trong tuần vừa qua, bit chạm kháng cự ở vùng 43.5 đến vùng 44. Các nhịp test kỹ thuật của bit ở đây quanh vùng 42.3 là hoàn toàn hợp lý. Ở sang tuần tới nếu bit vẫn giữ được cái vùng này thì chúng ta vẫn giữ thôi, còn trường hợp mà bit bị mất vùng này thì các anh chị cũng nên đóng vị thế, hay gọi là chốt hàng á, chúng ta không giữ nữa. CTG trong nhịp vừa qua thì ông Lê có bắt phân tích thêm cái xu hướng là dự báo về việc là công thương sẽ có thể đánh về lại cái vùng biên ở đây các anh chị này, đó là vùng 36.5 đến khoảng vùng 37.5.
đang kỳ vọng là như vậy, với việc là trong tuần khi mà công thương đã đánh có những điểm đánh thoát vùng 34, kết tuần như thế này thì nó cũng chưa xấu, và sang tuần tới thì sẽ quan sát thêm ở vùng 34 để có thêm những phân tích tiếp. MBB chạm vùng kháng cự rồi, MBB là kháng cự đây vùng 31 và bắt đầu lên đến vùng 30 31 ở đây là bắt đầu gặp kháng cự rồi các anh chị nhá. Có hàng thì chủ động. VPBank, VBank xu hướng sẽ test lại quanh vùng 60. Giữ được 60 thì tốt, gãy 60 thì cũng hỏng. Techcombank nhịp này phân tích lên target lên vùng 52.5 và bắt đầu gặp kháng cự đấy các anh chị, và gặp kháng cự thì nó bắt đầu chỉnh lên đây này đó. Như vậy là trong một cái nhịp hồi thì chúng ta sẽ canh mua ở vùng hỗ trợ và vùng kháng cự thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta bán hàng ra đó, chứ chúng ta không mua ở đây. Và chắc chắn là những anh chị em mà đã xem các cái bản tin phân tích cùng Lê thì khả năng cũng sẽ không mua đâu, chứ còn nếu mà mua thì Hùng cũng chịu rồi, bởi vì cũng không 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 biết làm cách nào nữa đúng không ạ? TP Bank trong tuần cũng đã đạt được target 36 đến 36 và đang bị chỉnh ở đây. Nhịp chỉnh này nó test lại khoảng vùng 35 mà không gãy thì cơ hội kéo lên 38 là còn, gãy vùng 35 thì coi như cũng hỏng luôn. Cổ phiếu HD Bank trong tuần vừa qua thì nó nói chung là HD Bank thì giao dịch tối ưu hơn cả so với những mã cổ phiếu bank khác. 34.4 đến khoảng vùng 35, đây dự kiến sẽ là vùng test kỹ thuật của cổ phiếu. Sau khi cổ phiếu đã đánh lên rồi thì nó sẽ có những điểm test kỹ thuật ở đây, và chúng ta sẽ cập nhật thêm cái dữ liệu test kỹ thuật của nó. SHB trong tuần thì cũng đã có một lực phục hồi tương đối là tốt, tuy nhiên SHB đang chạm lại vùng 29 đến vùng 30 ở đây. Lực cầu hiện tại của SHB thì đã duy trì ổn định trở lại trên vùng 20 triệu đến 30 triệu cổ phiếu một phiên, đó là một tín hiệu khá là tốt về dòng tiền. Với tín hiệu này thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là SHB sẽ đánh chạm lại về đây các anh chị, vùng 31.5 đến khoảng vùng 32. Đó là vùng mà chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. STB thì đang kỳ vọng đánh lên khoảng vùng 32, phiên ngày hôm nay hơi xấu, lấp hết cái nỗ lực tăng giá của phiên ngày hôm qua. Thì về xu hướng sẽ quay về test 30, 30 mà giữ được cái tốt, mà không giữ được là coi như hỏng. LPB một tuần đi ngang và biên test có thể sẽ test lại biên 25 đến biên 26, giữ được 25 thì cơ hội còn đi tiếp, còn mất biên 25 thì hỏng. Chúng ta phân tích một số các mã ngành chứng khoán VCI xu hướng sẽ test lại ở vùng 53. Trong tuần thì nó đạt target ở vùng 53 rồi và nó kéo lên thì đang ở vùng 55 thì nó quay lại test cung. Dự kiến test lại ở đây 53 mà không gãy thì tạm ổn. Gãy 53 thì canh mà chốt. HCM trong tuần cũng đã có những điểm đánh vượt thoát mốc 48.5 và với một cái kỳ vọng như vậy thì có thể đưa target của em này quay về vùng đỉnh cũ. Tuy nhiên là phiên ngày hôm nay là một phiên mà HCM lại lấp mất cái cây nến liền trước của nó, nên là chúng ta sẽ phải cần quan sát lại vùng 48.5. SSI cũng như vậy, SSI là đạt target rồi đó, 58 là đẹp rồi đó các anh chị. Nhịp hồi này là quá mỹ mãn rồi, nó đánh từ vùng 48.5 lên đến tận vùng 58, vùng 58 ở đây rồi, như vậy là cũng được 10 giá rồi, 48 đến vùng 58 đúng 10 giá. Về đến đây thì hàng lại chốt ào ào thôi, và sẽ quan sát ở vùng 56, nếu thủng 56 là đứt. SHS chạm kháng cự 30 à xin lỗi 44 đến 44 44 đến vùng 45 và chạm đến kháng cự này thì ngày hôm nay SHS cũng đang ba phiên không công nổi đây và đã bị đổ rồi thì nó sẽ đi về khoảng 41 đến 41.7 test cung tiếp theo. MBS không có gì thay đổi thì nó sẽ quay về test lại vùng 30, và trong tuần vừa qua thì MBS cũng đã đặt target kỳ vọng 31 trên vùng 31. CTS CTS kỳ vọng là CTS sẽ tiếp tục đánh sau khi mà CTS có một cây nến khá là đẹp bứt lên vùng 22, nhưng mà xu hướng như thế này thì CTS đã quay về test cung rồi.
nó sẽ quay về test cung với cả dòng chứng khoán sẽ quay về test cung và dòng banh cũng như vậy. Test về vùng 20 mấy đấy các anh chị này, 21, 213. 213 mà không gãy thì còn đánh tiếp, gãy 213 thì nó cũng sẽ bị hỏng. FPT à quên, FTS nhầm sang FPT. FTS hiện tại đang giao dịch khá là tích cực ở vùng đỉnh. Như này là giao dịch khá là tích cực, không biết có mở được trend kỹ thuật không. Nhưng nôm na ở cái vùng đây, cái vùng này này, vùng này cũng là cái vùng mà chúng ta cũng phải rất cẩn thận với cổ phiếu này, 42.5. Không cẩn thận cũng không được, bởi vì đây là cái vùng kháng cự mạnh và cũng có thể nó sẽ tạo thành cái mô hình hai đỉnh ở đây, nên là các tài khoản mà đang cầm thì chúng ta rất lưu ý. Đua vào những cái thời điểm này nó chỉ có gọi là cái bất lợi nó nhiều hơn cái có lợi. AS dự kiến đi về vùng, đây là vùng 14 các anh chị. Phiên này thì cũng chưa xấu lắm, nói chung là chưa xấu lắm. Quay về test lại biên 13.3 33 chưa xấu lắm. VX đánh xổ số thì con này thì thường chạy ngược với lại nhóm ngành chứng khoán. Khi cả ngành xanh thì nó đỏ, mà khi cả ngành đỏ thì nó xanh. Dự kiến kỳ vọng về khoảng vùng 25. VND ngày hôm nay đang tiệm cận về cái đỉnh cũ của nó là vùng 50. Và với quan điểm kỹ thuật thì khả năng là cái vùng này chúng ta cũng mang hàng ra để chúng ta chốt được rồi. Chốt bớt đi, nói chung là chốt bớt đi, vùng 50 51 ở đây chốt bớt được. Chung khả năng nó cũng sẽ lình xình ở quanh đây thôi, và nhịp này thì nó cũng đã hồi khá là tốt. Nó hồi từ vùng 38 lên vùng 50, tức là tăng được khoảng 12 giá. 12 giá là thành bao nhiêu phần trăm nhỉ? 12 trên 38. Tăng được cũng 31% rồi, và với một với những cái dòng tiền lớn người ta đánh, người ta chỉ cần khoảng tầm độ 15 đến 20% là người ta đã rũ hàng rồi. Và đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thôi nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi, chúng ta phân tích vui vui như vậy thôi. Nhóm ngành thép nhỉ, điểm qua nhanh một tí thép xem như thế nào. HPG trong tuần break được vùng 47.5. Đây vùng 47.5. Xu hướng thì vẫn hoàn toàn có thể cán lại vùng 50. Phiên này là một phiên test kỹ thuật cũng khá là nhẹ nhàng, 20 triệu cổ phiếu. Hoa sen thì trong tuần có những điểm test khá là đẹp này, 36.5 không gãy với mục tiêu đưa target lên vùng 39.5. Phiên ngày hôm nay thì cũng lấp khá là nhẹ nhàng, thì chúng ta sẽ cần thêm cái phiên, tức là riêng ngành thép thì sẽ cần thêm phiên ngày thứ hai để đánh giá tiếp. Để chúng ta xem thử xem là cái tín hiệu lấp nến của phiên ngày thứ hai như thế nào. Nếu trường hợp như phiên ngày thứ hai mà thủng luôn cái nến cũ thì coi như là hỏng luôn, không còn cơ hội. Nam Kim thì đến thời điểm này cũng đạt được một cái mức target trong nhịp hồi này rất là cao, với lực cầu đánh tương đối là ráp. Xu hướng này thì có thể kéo Nam Kim về lại vùng 38 cộng đến vùng 40. Khá là tốt. TLH như vậy là TLH đã đạt được cái nhịp hồi 16.5 đến 16.5, khả năng sẽ đi vào một cái nhịp test cung. TVN cũng như vậy, đạt target ở vùng 13 trên 13 và như vậy thì nó cũng sẽ có một cái xu hướng test lại ở đây. POM, POM như vậy là đang hồi khá là tốt, POM thì đã hồi từ vùng 13. Dự kiến cho target nhịp hồi này sẽ chạm 15, sau đó thì sẽ chỉnh kỹ thuật trước khi có thể kéo về vùng 16. VGS nhịp hồi này đã đạt được về đến target ở vùng 16 đến 16 và khả năng vùng này thì cổ phiếu sẽ bắt đầu chỉnh kỹ thuật. Nhóm thép thì chỉ có view như vậy thôi. Rồi ok, sẽ phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc trong team hay phân tích. KSB. KSB là một mã cổ phiếu rất hay và thường xuyên thì Hùng bám khá là sát với những cái sự vận động của cổ phiếu này. Hiện tại thì KSB đã qua đi điểm mua rồi và hiện tại thì chỉ còn bắt đầu là đến điểm gọi là hiện thực hóa lợi nhuận thôi.
Ngắn hạn thì sẽ kỳ vọng 26.5 đến vùng 27. Về đến cái vùng kỹ thuật này thì sẽ có thêm những cái phân tích đánh giá về KSB ở đây. Nôm na là chúng ta không còn điểm điểm mua nữa, đúng không ạ? PLC cũng như vậy, PLC thì cũng có phân tích một cái điểm phân tích kỹ thuật ở đây này, vùng 24 24.5. Đấy, chúng ta sẽ tìm lại ví dụ PLC để chúng ta thấy được rằng là để mua được cổ phiếu á, nó phải có những cái vùng nó phải có những cái vùng mà chúng ta đây các anh chị, phiên ngày 13 tháng 7 này, tại thời điểm đó thì đánh giá luôn cả PLC và KSB. KSB thì phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó từ vùng 22 đó, và bắt đầu từ vùng này thì bắt đầu mua. Và đối với PLC thì phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó là vùng 23.5 đến vùng 24, và bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 13 tháng 7 thì chúng ta đã khuyến nghị bắt bộ đôi hai mã cổ phiếu này, và thường thì hai con này sẽ đi song trùng với nhau, không bao giờ tách rời cả. Thì đó, ví dụ như là KSB này, đó anh chị có thể nhìn thấy đây. KSB là bắt đầu phân tích một cái tín hiệu hỗ trợ kỹ thuật của nó từ vùng 22 và sau đó thì bắt lại từ vùng 23. Đó. PLC thì từ vùng 23.5 đến vùng 24 ở đây anh chị này. Đó, 23.5 đây vùng 24. Và sau đó thì cổ phiếu này có những điểm test kỹ thuật cực kỳ đẹp ở vùng 24 đến vùng 24.5. Đây là những cái thời điểm mà chúng ta đã gom cổ phiếu để đến thời điểm này chúng ta bán cổ phiếu ra. Chứ không phải chúng ta gom để không phải là thời điểm này chúng ta mới mua vào cổ phiếu. Còn đối với tín hiệu kỹ thuật của PLC thì ở đây cũng đang có một phân tích, một cái ý là liệu rằng PLC có mở trang kỹ thuật hay không, thì nó sẽ có những cái phiên test kỹ thuật ở quanh vùng 30. Trường hợp nếu không gãy 30 thì nó vẫn có cơ hội để đi tiếp, còn gãy 30 thì như vậy là hỏng và chúng ta cần phải xử lý cổ phiếu. BMI đến thời điểm này thì cũng khá là căng cứng rồi, nói chung là căng cơ rồi. Trong 2 tuần thì BMI đã không thể vượt thoát được cái vùng 42 cộng ở đây, và xu hướng thì đang test lại vùng 4x. Ở cái vùng này thì chúng ta sẽ lưu ý nếu như mà bị gãy vùng 40 thì bắt buộc phải bán ra nhé, giữ lãi nhé, chốt lãi lại ở đây, đừng có ôm tiếp. FLT cũng là một cái mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư cầm dài. Và đầu tư cầm dài như thế nào thì các anh chị có thể xem lại giúp Hùng những cái bản tin video clip mà khi đó chúng ta phân tích những cái nền tảng kỹ thuật của FRT ở vùng 24 đến khoảng vùng 25. Ở sau đó đến khoảng vùng 28. Đó, đây. FRT. Nó khá là xa. Ngày mùng 5 tháng 5, thậm chí là ngày mùng 5 tháng 5, hình như không biết là đây đã phòng thêm vùng 23 đến vùng 24 này. Đó, ở vùng 23 đến vùng 24. Đây là tháng 5 này. Tháng 5 đây các anh chị, may là tháng 5 này. Đây là bắt đầu vào tháng 6 này. Đó thì chúng ta thấy rằng là những cái phân tích kỹ thuật từ mùng 5 đây 14 tháng 6 này. Đó, 14 tháng 6 đã có kịch bản gom này từ nền 23, 24, 26, 27, nôm na 26 các tiếp tục vị thế, tiếp tục canh tăng tỷ trọng này, target ngắn này, tức là đến ngày 14 tháng 6 thì chúng ta đưa target ngắn của cổ phiếu này lên vùng 28, lên 28 xong lên 30, 28 xong lên 31, 31 xong lên 35. Và 35 bây giờ lên đến 40, và hiện tại thì target của FRT đang được xây lên ở vùng 40 trên 40, và chúng ta sẽ chờ đón cái target của cổ phiếu này ở đây. Và bây giờ bắt đầu có một mã cổ phiếu siêu đẹp, BIC. Nhìn thế này thôi nhưng mà đang gom rồi. BIC sẽ thành một cái BMI thứ hai, thành một cái FRT thứ hai, các anh chị cứ chờ Hùng đi, cứ tin Hùng đi. Và những cái mã của và những cái vị thế gom đã được phân tích khuyến nghị quanh vùng 22 rồi vùng 21 à, BIC đâu, BIC đánh rất hay. Từ ngày mùng 2 tháng 7, vùng 22.5 đến vùng 23. Ngày 29 tháng 6, 23.3 đến vùng 23.5. Ngày 28 tháng 6, chính thức là ngày 28 tháng 6, từ vùng 22.5 đến vùng 23. Đây anh chị, từ 28 tháng 6 và đến tận bây giờ chúng ta vẫn đang theo BIC.
Tức là những cái mã cổ phiếu đánh dài ấy, là Hùng Lê có khi Hùng Lê sẽ theo khoảng 2 đến 3 tháng mới gom đủ một cái lượng hàng nhất định nào đó. Giống như con FRT ấy, đó, chúng ta phải gom trong một quãng thời gian tương đối dài. Thì Bích cũng như vậy. Đó, những cái vùng 22.5 đến vùng 23, nói chung nôm na ở đâu 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 cái vùng thấp thấp như này. Đó, còn đẹp như thế nào thì khi nào tăng giá thì chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ phân tích sau, và bây giờ thì chúng ta chỉ có gom thôi. Vui vui thì chúng ta phân tích thêm một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành nào nữa các anh chị nhỉ? Đầu cơ đi. Đó, trong thời gian vừa qua thì có những cái mã pen đầu cơ đã được phân tích, khuyến nghị đầu tư, ví dụ mã ITA thì ITA là một mã cổ phiếu khá là hay, nói chung nó đầu cơ nhưng nó cũng có những cái tính cơ bản nhất định nào đó. Thì đối với ITA nó có những cái vùng phân tích hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 6 và vùng 6.25 à, đó là những cái vùng mà chúng ta mua, nói chung là không nhớ nữa. ITA cũng phân tích khá là sớm từ hình như đâu đó vùng 5.5 đến 5.6, tức là ngày 14 tháng 7 đã bắt đầu phân tích. Khi đó thì tạm gọi là ITA đã có một nhịp đạp tới bến rồi, và giờ cũng đang đánh giá cái xu hướng hỗ trợ nền của ITA từ vùng 5.5 đến vùng 5.6, và đây là thời điểm ngày 14 tháng 7 các anh chị đã bắt đầu lên phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tạo đáy tạo nền ở vùng 5.5 đến vùng 5.6. Thì câu chuyện là gì? Không ai có thể khẳng định rằng đây là đáy, nhưng chúng ta phân tích một xu hướng tạo nền tạo đáy thì có nghĩa là gì? Chúng ta đã hội đủ một số các yếu tố kỹ thuật để có thể phán đoán rằng à, khả năng là ITA sẽ tạo đáy ở đây. Chứ đừng có nói rằng là khẳng định như đinh đóng cột cầu là ITA tạo đáy ở vùng 5.5 đến vùng 5.6, cái đó cái diễn giải nó khác nhau các anh chị nhá. Nhưng bắt đầu phân tích một xu hướng tạo đáy tạo nền, đó, bắt đầu phân tích một xu hướng nó khác đó. Và đã gom rồi, gom từ những cái thời điểm đó đến thời điểm hiện tại thì đang kỳ vọng đánh khoảng về vùng 7. Hai thì cũng đã được gom và nó làm đến 1 2 3 4 cây CE, 4 cây CE thì đang bị đổ, hôm nay đổ là hợp lý rồi. Nói chung là đối với hai là vùng 4.5 chốt là chả có cái lý do gì mà để chúng ta nuối tiếc cả. Bởi vì sao? Bởi vì hai cũng đã có những cái phân tích từ vùng 3.35. Đấy, bộ đôi này 2 và AMD. Thì tại sao không đánh những cái mã cổ phiếu khác của anh Quyết mà lại đánh AMD ví dụ như vậy? Bởi vì đây là một cái mã cổ phiếu nó hơi phong thủy một tí, đó là ngày 15 tháng 7 thì bắt đầu là loanh quanh là phân tích AMD ở khoảng vùng 4 đến vùng 4.15, đó là vùng mua. Hai ở vùng 3.35 đến 3.45, đó là vùng mua. Đó các anh chị, AMD mua quanh 4, còn con này mua 3 quanh 3.45. Ấy, 3.45 nó tận tít dưới này cơ mà. 3.45 đây này, hình như điểm xanh, 3.35 đây này. Đó thì tại thời điểm đó là nhìn thấy những cái điểm siết chặt rất là đẹp, và sau khi mua xong á thì là bắt đầu nó nhảy, nó chạy tít luôn. AMD cũng như vậy. AMD thì đuối hơn, nói chung là AMD thì cũng có, nói chung là đủ thời gian để các anh chị chốt lãi mà. Ngày 10 tận ngày 10 10 10 15 tháng 7 mà. Tận ngày 15 tháng 7 khuyến nghị mua mà đến tận đến bây giờ mới bắt đầu đổ thì chúng ta thoải mái T cộng để chúng ta chốt. DLG cũng bắt đầu hay rồi. DLG bắt đầu hay rồi. DLG bắt đầu hay mùng 3 tháng 8 bắt đầu bắt ở vùng 3 đến 3.04. Hôm nay tí nữa kịch trần mà sao lại đánh một cây nến này xấu quá. Nói chung là vùng 3 đến 3.04 thì khuyến nghị bắt rồi, và bây giờ thì cây nến này hơi xấu, hơi tiếc nuối. Xu hướng này thì nó lại phải quay về test lại cung 3.2 thôi, bắt buộc phải test lại cung 3.2. Ổn định thì lại đánh tiếp, và kỳ vọng trong nhịp này thì DLG sẽ làm một cái nhịp đầu cơ ngắn ngắn các anh chị. HQC cũng như vậy, HQC cũng đang có một cái nhịp đầu cơ tương đối ngắn ngắn nho nhỏ ở đây, và cũng đang kỳ vọng là sẽ có một cái điểm đánh kỹ thuật ở đây, vùng tích lũy hỗ trợ của nó ở đây ở quanh vùng 3 đến vùng 3.2. Xuống cũng đang khá là ok, nói chung là nhịp này cũng đang có mấy mã cổ phiếu. IDI cũng là một mã cổ phiếu thiên về đầu cơ, và những cái vùng gom kỹ thuật thì cũng đã có phân tích rồi quanh vùng 5.7.
Phiên ngày hôm nay đang đánh lại về vùng 6, hơi tiếc nuối một tí. Đóng được cửa trên 6 cộng thì cái xu hướng tuần tới nó sẽ rõ ràng hơn. Còn đóng như thế này thì sẽ cần cái nến của phiên ngày thứ hai nữa để chúng ta phân tích tiếp theo. MHC cũng khá là hay. Sau khi bắt xong thì cổ phiếu này đã có được khoảng hai cây trần, một cây hai cây trần. Và dự kiến thì MHC trong nhịp này sẽ đánh lên khoảng đến vùng giá ở đây, đó là khoảng vùng 11 các anh chị em, chúng ta sẽ canh chốt các anh chị nhé, vùng này các anh chốt chốt nhịp này đi, rồi sau đó sẽ vòng lại nhịp hai, và cái nhịp hai này đánh nó mới tơi này. Nhịp hai này nếu như mà theo như cái phán đoán của Hùng á, nếu như nó chỉnh lại mà không gãy vùng 9.5, nó chỉnh lại không vùng 9.5 thì nhịp hai này mới là nhịp đánh thực sự của cổ phiếu này, để chúng ta có thể nâng target kỳ vọng của nó lên 12, vùng 13, 14. Đó thì đây mới là cái nhịp chạy thần tốc của nó này, và đây mới là cái nhịp đánh vào sóng của nó. Rồi còn nhóm ngành nào nữa nhỉ? Chúng ta sẽ phân tích thêm một số nhóm ngành nữa nha các anh chị. Lựa chọn thêm cao su là một, thủy sản là hai, với lại dệt may. Tuần này không phân tích cảng biển. Cao su, ok, sẽ phân tích cao su. GVR trong tuần vừa qua đã có một nhịp đánh tương đối đẹp, thoát vùng 33, 33.5. Ở xu hướng hiện tại thì cổ phiếu GVR có thể đánh lại về vùng 36. Ở target này Hùng vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi cả. PHR đang từ vùng đáy đi lên và vùng phân tích tạo nền tạo đáy ở quanh 47.5 đến vùng 48, target 1 ở vùng 52. Đây xịt phát đến vùng 51.6 bị đổ ngay, chạm kháng cự mà. 49.5 sẽ tích lũy trở lại, vùng này sẽ quan sát thêm. DRI đến đâu rồi ạ? DRI bắt đầu đi đến đâu rồi? Ok, DRI trong tuần với tín hiệu kỹ thuật này là tương đối tốt. Bởi vì chúng ta đã có phân tích mã cổ phiếu DRI từ vùng 88 đến vùng 9 là bắt đầu mua rồi. Hôm nay đánh về vùng 10 rồi. Hoàn thành target 1 ở đây và nó quay về điểm test kỹ thuật. Điểm test kỹ thuật này mà nó không gãy ở vùng 10, lực cầu tiếp tục kỳ vọng thêm khoảng đâu đó khoảng tầm độ trên khoảng 1,2 triệu cổ phiếu đi, thì chúng ta sẽ có target ở vùng 11 và xa hơn thì sẽ nói đến ở vùng 12. Đó, cứ bình tĩnh như vậy thôi, chúng ta sẽ xây từ từ thôi. VHG thì chờ các anh chị nhé. Lực cầu đánh như thế này thì cũng về cơ bản là tạm ổn, nhưng mà đang còn yếu lắm. Em này nó phải duy trì khoảng tầm độ 5 triệu cổ phiếu ở phiên thì khi đó chúng ta mới nói chuyện. Nhưng còn như thế này là vẫn đang đánh kiểu đánh phập phù. Hồi rồi. Hỗ trợ vùng 2.2 hồi lên. Lực hồi hôm nay điểm test ở quanh vùng 25 tương đối đẹp. Và kỳ vọng nhịp này thì có thể đánh về 3. Đang vào sóng pen mà, nên là em này khả năng cũng cũng sẽ là một lựa chọn khá là tốt. DRC trong tuần đã đạt target 32 trên 32 và đến giờ phút này thì cũng không có gì để nói nữa rồi. Có hàng thì chúng ta sẽ cầm thôi, chúng ta sẽ canh những cái điểm test kỹ thuật ở đây ở quanh vùng 32 mà không gãy ấy, thì chúng ta có thể tăng tỷ trọng của cổ phiếu này lên. Tăng tỷ trọng bởi vì DRC cũng đang đứng trước những cái gọi là đứng trước những cái ngưỡng cửa mà có thể kỳ vọng rằng em này sẽ mở một cái trend kỹ thuật rất là đẹp ở đây. Bởi vì dòng tiền nó đánh khá là tốt, dòng tiền đánh rất tốt từ vùng hỗ trợ của nó ở đây là vùng 26 đến khoảng vùng 26.5, tức là đánh từ cái vùng hỗ trợ cấp 2 ở đây. Thì sóng đẩy này có thể tăng bằng cái sóng 1 ở đây, mà khi sóng đẩy này tăng bằng sóng 1 ở đây thì 4x đối với DGC nó, à xin lỗi, DRC nó không không phải là vấn đề gì lớn. Đó, khi một cái sóng đẩy mà nó hình thành thì nó kinh khủng lắm. Thủy sản, chúng ta sẽ phân tích các mã cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản FMC. Rồi FMC mục tiêu sẽ đánh về vùng 40 đây, về đến vùng này thì có thể canh chốt một phần, phần còn lại thì có thể đua đến cùng với lái. VHC, như vậy VHC trong tuần thì cổ phiếu này hoàn thành vùng giá mục tiêu đó là 42 trên 42. Và sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu này thì nó đổ chỉnh kỹ thuật ở đây thôi. Và những cái điểm chỉnh kỹ thuật này đẹp á, thì về vùng 41 đến vùng 41.3 không gãy là ok. CMX, em này chia cổ tức nên là bây giờ những cái hình vẽ này nó đi lung tờ lung phèng hết rồi. Lung tung phèng hết rồi. Nhưng nôm na đó là 11.5, đã sẽ set up lại hỗ trợ ở đây rồi.
Xu hướng nhịp này sẽ đánh lên được khoảng vùng 13.5 đến vùng 14 đấy anh chị. Đây vùng này thì có thể canh để mà chốt. ANV target 30 trên 30, và phiên này thì phiên này bị gặp kháng cự nên là bị đội đầu đau quá thì rụt cổ lại. Đây nó đang bị rụt cổ lại đây rồi. Xu hướng test lại, nếu mà khỏe thì test nhẹ nhẹ thôi, còn nếu mà test gãy cái nửa cái nến này thì coi như cũng hỏng. Test không gãy 28.6, 28.5 thì được. ACL thì thôi không chấp cổ phiếu này, nói chung là ai thích thì làm tí, văn hóa văn nghệ quanh vùng 11, không thì chấm hết, đừng có dây vào. Dệt may chúng ta nói đến VGT. Tuần này VGT cũng đã đạt target rồi, 18 trên 18, và đây gặp kháng cự thì làm gì ạ? Đơn giản thôi, chốt đi 3%. Đúng sai tính sau. Chỉnh kỹ thuật. TNG hướng đến vùng 24. Sau khi mà em này break vùng 21.5 khá là đẹp, bởi vì TNG thì cũng đã có phân tích cái vùng tạo đáy tạo nền đó, vùng 19.5 đến vùng 20. Đây cho anh chị xem lại. Cái này nó giống như cái thư viện đó, chúng ta có thể tra cứu lại tất cả. 13 tháng 7 à? 20 2 tháng 6 à? Hiện tại sau một cú xả cực mạnh, nó tháng 7 à? 13 tháng 7 đây. Tại phiên ngày 13 tháng 7 thì tại thời điểm đó bắt đầu phân tích lại rất nhiều các nhóm ngành, mía đường này. Quan tâm lại một số các nhóm ngành, ví dụ mía đường này, SBT thì sẽ quan sát ở vùng 16 đến vùng 16.5 này đó, tí nữa chúng ta phân tích, ví dụ LSS này ở vùng 8.6 đến vùng 9 này. VGT này vùng 14.5 đến vùng 15 này, đó, TNG từ vùng 18 đến vùng 18.5. Sau thì theo nhận định thì cổ phiếu sẽ dừng rơi ở vùng này, bắt đầu xây đáy tạo nền và sẽ bắt lại từ 10 đến 20%, tức là từ những cái vùng đó. Sau đó phân tích về nhóm ngành thủy sản này, đó, rất nhiều các thông tin 18, 18.5, và sau đó thì có vẽ một cái hình đây này, đó là vùng 18 đến khoảng vùng 19.2, đấy là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh bắt, và khi mà cổ phiếu này thoát vùng 20 thì ở đấy là thời điểm mà chúng ta sẽ canh mở cái điểm mua hết hoặc cái điểm mua cuối cùng ở đấy, và nâng xây target 1 lên vùng 22, thoát vùng 22 thì nâng target 2 lên vùng 24, và hiện tại thì cây nến ngày hôm nay là một cây nến mà cần lưu tâm đó. Ví dụ phiên ngày thứ hai mà lại lấy lại được vùng 23 cộng thì như vậy là mọi thứ nó không có vấn đề gì cả. Nhưng trong phiên giao dịch ngày thứ hai mà ông này ông ấy lại đổ bục phát về vùng 22 thì lại có vấn đề. Đó thì chính vì vậy nên Hùng có chia sẻ là gì, thị trường luôn luôn biến động, cổ phiếu luôn luôn biến động, và để có những cái cập nhật sớm nhất, tối ưu nhất thì mời các anh chị về cùng với team của Hùng đây, ngắn gọn như vậy thôi. Ai yêu thì về buôn Ma Thuột đúng không ạ, còn yêu nhau thì về buôn Ma Thuột, bài hát gì đấy Siêu Black có hát. Tuần này không phân tích nhóm ngành cảng biển, ta điểm qua nhanh nhóm ngành hóa chất DGC. Uống ngụm nước đã, nóng quá. DGC thì đạt target tuần rồi đó các anh chị, trăm trên trăm rồi đấy, 99.5, và điểm cao nhất của DGC đạt được là 99.9 trên 100 đó. Thì DGC chúng ta có một cái hành trình phân tích cũng tương đối là dài rồi, dịch bệnh kéo dài, Covid vẫn tiếp tục hoành hành thì em này sẽ là một cái em rất là đỉnh cao. Nhưng đỉnh cao nó cũng sẽ có một thời gian thôi, và đến cái vùng này thì theo Hùng Lê nó sẽ bắt đầu chỉnh kỹ thuật ở đây. CSV. Rồi CSV khá là đẹp rồi. CSV cũng là một mã cổ phiếu rất hay, từ vùng 26 27 ở đây khuyến nghị gom. 32 chốt bớt đi tí, xong rồi lên 34 chốt bớt đi tí. Được, nói chung là bắt đầu về 34 rồi thì nó sẽ có những cái điểm test lại cung kỹ thuật, khả năng quanh vùng 32, và từ cái vùng test kỹ thuật này thì chúng ta sẽ có thêm những phân tích đánh giá CSV.
có một con gì nhỉ, con LAS à, LAS là Lâm Thao, Super Food Fast Lâm Thao, nói chung là vùng này, và cũng đã đạt được những target 16 trên 16 vùng này các anh chị. Em cũng mang hàng ra chốt đi, nói chung là chốt được rồi đấy, đừng có tham quá. Nhóm ngành phân bón thì hiện tại đang giao dịch khá là tốt, có những cái điểm mở trend kỹ thuật. Tuy nhiên với góc độ hiện tại nó đánh như này thì chúng ta cũng khá là khó để theo rồi, bởi vì trong phân tích kỹ thuật thì chỉ đánh giá được BFC lên tầm 30, sau đó nó sẽ test cung, nhưng mà trong tuần vừa qua thì nó test rất nhanh đó, nó có hai phiên test này. Về về mặt lý thuyết là nó có hai phiên test đó, nó có hai phiên test, nó chỉ test lại cái vùng nó vừa break ở đấy thôi, nó test lại 30 chứ nó không test lại điểm sâu ở dưới này, sau đó nó kéo thêm. Đạm Cà Mau thì trong tuần cũng đã có những cái điểm break lên, nhưng theo cái quan điểm kỹ thuật cùng lên thì nó ở khoảng vùng 22 đến vùng 23, đây cũng là vùng kháng cự tương đối là mạnh rồi. Và những cái vùng này thì nôm na là chỉ có ưu tiên để chốt thôi, có hàng thì chốt thôi, không có chơi, không có dây với các bác nữa. Đạm Phú Mỹ cũng trong tuần cũng đã có một lực đánh tương đối là tốt và đưa được cái target về vùng 28 trên 28. Đạm Phú Mỹ thì đánh tương đối tốt. Bây giờ nó đi đâu thì cũng chịu thôi, nói chung là có thể đi được đến về đến khoảng tầm vùng 3x. Và nôm na thì là có hàng thì chúng ta giữ thôi, bởi vì đạm nó có cái điểm mua break cái này. Đó, nó có cái điểm mua break khi nó thoát vùng 23.5 ở đây trên bản tin tuần, đúng không ạ? Thì trên bản tin tuần trước thì chúng ta có nói đến cái điểm break này. Và xu hướng thì có thể lên được đến vùng 28. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu tại đây, và bây giờ thì cũng sẽ có khoảng tầm 15 phút cuối sẽ trao đổi với tất cả anh chị em của chúng ta về xu hướng của thị trường. Thì các anh chị em đều đã biết thị trường của chúng ta luôn luôn vận động theo một cái hình sin, mã cổ phiếu của chúng ta cũng như vậy, thông thường nó sẽ vận động theo những cái hình sin rất là đẹp, rất là mềm mại. Thì khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ nên chọn cái đáy của hình sin, và sau đó cổ phiếu break được thoát qua cái đáy của hình sin đó thì chúng ta sẽ thời điểm đó sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ túc tắc, chúng ta gom dần cổ phiếu. Và khi cổ phiếu đúng vị thế, đúng cái xu hướng rồi thì chúng ta sẽ chủ động để chúng ta gom thêm. Và khi cổ phiếu đạt được lên trên cái đỉnh của hình sin thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể canh để chúng ta chốt. Thì một cái mẫu hình ở đây các anh chị có thể nhìn thấy nó khá là rõ ràng. Ví dụ một cái mẫu hình của mã cổ phiếu MSR. Mã cổ phiếu này thì tuần nào cũng Lê cũng phân tích, và phân tích rất là sát những cái đường đi của nó, và gần như phân tích phát nào thì anh chị em cũng ăn được phát đó. Mà ăn xong chả thấy like video gì hết trơn đó. Đó. Rồi. Và đến những cái đáy, đây là đáy của cái hình sin các anh chị này, và đây là đỉnh của những cái hình sin này đó. Nếu như chúng ta vẽ một cái đường cong nó nuột nuột một tí đó, vẽ một cái đường cong nuột nuột một tí đúng không ạ, đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng à đây là một cái đỉnh vòm. Và khi mà cổ phiếu mà chúng ta chạm về những cái đỉnh vòm như vậy thì chúng ta sẽ làm gì các anh chị, chúng ta sẽ bán, canh bán. Và nếu mà chúng ta vẽ khéo khéo một tí nữa đây sang đây thì có phải đây là một cái hình sin tiếp theo đó, và cổ phiếu của chúng ta thì thông thường là nó sẽ vận động theo những cái mô típ như vậy đó, để chúng ta đó, vẽ như vậy để các anh chị có thể hình dung được một cái đó, thì có thể hình dung được là gì, chúng ta sẽ mô phỏng những cái đường đi như vậy để chúng ta phân tích, và trên cơ sở những cái phân tích đó thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái điểm để chúng ta mua. Và chứng khoán, cái ý thứ hai mình muốn nói lại với các anh chị đó là chứng khoán là một bộ môn xác suất. Không ai có thể dám chắc được đâu là đỉnh cổ phiếu, đâu là đáy cổ phiếu. Không ai có thể khẳng định được rằng là tôi mua cổ phiếu này là 100% cổ phiếu đó sẽ tăng. Chính vì nó là xác suất, vì vậy nên là chúng ta phải phân bổ vốn thành khoảng 5 đến 10 phần bằng nhau. Và chúng ta sẽ chia đều cho những cái điểm gom vị thế đầu tiên để chúng ta chơi trò chơi xác suất là tôi mua 10 mã cổ phiếu. Sau đó trong 10 mã cổ phiếu đó tôi sẽ đúng khoảng 5 đến 6 mã cổ phiếu, đúng không ạ? Ok, 5 đến mã cổ phiếu đó tôi tiếp tục gia tăng tỷ trọng. 4 mã cổ phiếu còn lại tôi sai, ok tôi sẽ chém nó đi. Đó, tôi loại bỏ nó ra khỏi danh mục, bởi vì đấy là những mã cổ phiếu bị sai rồi, cái tư duy của tôi bị sai nên tôi mua phải cổ phiếu không tăng giá.
thì trong 5 đến 6 mã cổ phiếu đó chúng ta lại tiếp tục lọc, chúng ta lại theo dõi thêm 1 2 tuần thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có khoảng 3 đến 4 con, 3 con nó sẽ to khỏe, nó sẽ béo rất nhanh. Đó thì đấy là những con mà chúng ta tiếp tục tăng tỷ trọng, gom thêm tiền để mà đánh vào những con đó, còn những con béo từ từ thì chúng ta túc tắc thế chúng ta gom từ từ, chúng ta nắm thêm hoặc chúng ta có thể bán thêm để chúng ta dồn vào những con béo hơn. Chứ còn bây giờ các anh chị cứ bảo ơi em ơi có mã cổ phiếu nào chắc đét không, báo cho anh để anh mua. Ô thế thì chúng ta còn ngồi đây để nói những cái câu chuyện phân tích thị trường làm cái gì nữa. Nên cái ý thứ hai nhấn mạnh lại với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư cũng như tất cả những anh chị em trên team là chứng khoán là bộ môn sản xuất, và chúng ta có phân tích, có học, rồi có những nghiên cứu, rồi có những ghi chép thì cái xác suất đúng nó sẽ nhiều hơn cái xác suất sai. Đó, vì sao Hùng Lê có thể phân tích được MSR tại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó, ví dụ vùng 18 đến vùng 19 canh gom và vùng 23 đến vùng 24 canh chốt, thì chúng ta nhìn một cái bức tranh đây các anh chị, tổng thể như vậy, nó đơn giản như vậy thôi, nó không có cái gì cả, hoa văn lá cành nào là quảng cáo cái khỉ gió gì đấy, rồi bắt đầu lừa anh em nhà đầu tư đi học một lô một lốc mất một đống tiền, rồi cuối cùng về của thiên tả địa hết, tả thầy hết, chả có cái gì cả. Chứng khoán nó là bộ môn thực chiến, nó là bộ môn tâm lý, nó là bộ môn xác suất. Chúng ta phải đứng ở trong cuộc, chúng ta phải là người nắm cổ phiếu ở trong thời điểm thị trường âm 40 điểm thì chúng ta mới biết được cái độ chua xót của thị trường. Chứ các ông không đứng ở trong thị trường, các ông không cầm cổ phiếu ở những cái thời khắc mà thị trường nó đang bình thường như vậy, thị trường nó ào phát nó rơi 30 40 điểm. Cứ ngoài chém gió như thật, chém gió như đúng rồi, lúc đó mới nắm được tâm lý nhà đầu tư, lúc đó mới thấy nhà đầu tư, mình mới đồng cảm được với nhà đầu tư, mới thấy được là à tại thời điểm đó nhà đầu tư cần cái gì, à nhà đầu tư cần cái sự phân tích, à, phân tích như thế nào, phân tích là à nếu như vậy thị trường đổ như vậy thì thị trường đổ về đâu, rồi các cái hỗ trợ kỹ thuật như thế nào để chúng ta có cứu vãn được không, rồi cổ phiếu nó bị giảm như vậy rồi thì chúng ta phải làm cái gì. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Đó, cái câu chuyện là chúng ta bị kẹp lại cổ phiếu là chuyện thường ngày trong đầu tư chứng khoán, bởi vì có những nhịp là chúng ta chốt kịp, nhưng có những nhịp rào một cái mà chúng ta không chuẩn bị kịp là đương nhiên chúng ta bị kẹp lại thôi. Đấy, thì đấy là câu chuyện rất là bình thường. Thì chứng khoán nó là bộ môn xác suất, nên là chúng ta cứ phải chia nhiều ra như vậy để chúng ta dò tìm. Cái ý thứ ba, đến thời điểm hiện tại, đúng không ạ, chúng ta sẽ nhìn, Hùng sẽ cho các anh chị nhìn một cái bức tranh, một cái bức tranh tổng thể về về phái sinh. Ok các anh chị, chúng ta mở trên biểu đồ đến giờ. Đây, một cái bức tranh tổng thể về phái sinh, đó là thị trường của chúng ta đã có một nhịp sọt rất dài, và phải rất khó khăn thì thị trường của chúng ta mới có thể có những cái tín hiệu phân tích tạo nền tạo đáy của VN30F1M ở vùng 1395 đến vùng 1405 điểm. Đó là những cái bản tin tuần mà các anh chị có thể xem lại. Rồi, từ tuần này thì chúng ta bắt đầu xây lên được một cái target kỳ vọng của phái sinh, đó là ở biên 1440 đến vùng 1460. Đây là một cái biên target kỳ vọng mình đã có phân tích ở trong tuần vừa qua, để chúng ta nắm được rằng là nếu như thị trường có chỉnh, có test thì phải giữ được những cái bờ biên bờ bao rất là quan trọng ở đây. Nó về mặt xu hướng. Đó, nó về mặt xu hướng ở đây. Và ở trong một cái góc nhìn tổng quan như thế này thì thị trường sau khi mà nó giữ được cái xu hướng này thì cũng đã có phân tích cái xu hướng của phái sinh về vùng 1480 hướng về vùng 1500 điểm. Tuy nhiên, tín hiệu tuần ở đây đang có một cái vấn đề nhỏ nhỏ và chúng ta cần phải làm kỹ hơn. Đó, chúng ta cần phải làm kỹ hơn và chúng ta cần phải xem những cái tín hiệu kỹ thuật của phiên giao dịch ngày thứ hai để chúng ta có thêm những cái đánh giá. Ở trong những cái trường hợp nào thì chúng ta cần phải tất toán danh mục, trong những trường hợp nào chúng ta cần phải hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống. Bởi vì sao? Thị trường của chúng ta đã có một cái nhịp hồi rất tốt, phải nói là như vậy. Tất cả các mã cổ phiếu mix up đều đã tăng cực kỳ tốt trong thời gian vừa qua. Mức tăng có những mã đã đạt được trên 30%, có những mã trung bình từ 10 đến 20%, đó là một câu chuyện rất bình thường. Và khi thị trường tiệm cận lại về vùng 1480 điểm của chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Đó, đây. Của chỉ số VN30 đây. Chúng ta sẽ view nhỏ lại một tí. Thì khi cái chỉ số chung này nó đi về cái vùng kháng cự 1480 ở đây thì thị trường đã bắt đầu có cái sự phân hóa khá là mạnh. 1480 của
Đây anh chị. Trong phiên ngày hôm nay thì VN30 có vượt ra khỏi ngoài cái vùng 1480, nhưng trên chỉ số của phái sinh là chưa chưa vượt đúng không? À có vượt qua 1480, có vượt qua 1480, sau đó thì nó đã không giữ được. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì nó đóng cửa nó khá là đạt, nhưng đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó không không đây, chúng ta sẽ mở ở trên biểu đồ nến để ông xem cái thời gian. Xem cái thời gian. Trong phiên ngày hôm nay thì nó đã có những cái tín hiệu break lên được cái vùng 1490, nhưng mà sau đó thì nó quay lại test cung 1480, nó bị thất bại ở đây. Thì đấy là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải lưu ý cho phiên giao dịch tuần tới. Cùng với đó thì các nhóm ngành đã có một cái sự hồi phục tốt, và vẫn nói vui một câu đấy là đỉnh ở đâu đây, thì chưa có thể là chưa có tín hiệu tạo đỉnh đâu, nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm ở trong thời điểm hiện tại. Chủ động, luôn luôn chủ động, một cái ý thứ nhất đó là luôn luôn chủ động để chốt tất cả những mã cổ phiếu của chúng ta có lãi. Đó, mục tiêu đầu tiên là phải giữ lãi cái đó, nó đừng có để mất lãi. Mục tiêu thứ hai đó là các anh chị phải bám sát được cái xu hướng của thị trường để biết được thời điểm nào chúng ta còn cầm nắm được cổ phiếu, thời điểm nào chúng ta cần phải nhảy ra khỏi cái đường ray đang đang ví dụ một cái đoàn tàu nó đang đâm đến mình thì mình phải nhảy ra khỏi đường ray ngay, ví dụ như vậy. Thì trên góc độ kỹ thuật đến thời điểm hiện tại thì cũng thấy rằng là thị trường chung, tức là các anh chị không được tiếp cận cái phân tích của ông, nhưng các anh chị cứ lấy cái mốc cái kết thúc của phiên giao dịch ngày thứ ba, các anh chị cộng thêm cho Hùng khoảng 30 đến 40 điểm nữa, thì đấy sẽ là markup của thị trường, và thị trường dự kiến sẽ có những cái kháng cự rất mạnh ở cái vùng đó. Nhắc lại, từ phiên giao dịch ngày thứ ba cộng thêm 30 đến 40 điểm nữa đó, thì vì không 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 có không có những cái phân tích tổng hợp hàng ngày nên các anh chị sẽ không nắm được. Thì trên góc độ kỹ thuật, trong tuần tới sẽ có những cái điểm mốc kỹ thuật rất quan trọng để chúng ta phân tích, để đánh giá cái xu hướng đường đi tiếp theo của thị trường. Đó là VN30 phái sinh quay về test lại vùng 1470, và sâu hơn sẽ là vùng 1462 điểm ở đây, à 1460 mấy điểm đây này, không có 1462. Thôi ta cứ cho đi 1460 đi cho nẹp. Đó, cái đường xanh xanh này là 1460, đấy là hai cái đường line mà phái sinh cần phải giữ được. Tức là nôm na nếu như mà bị mất cái này thì nó là xấu. Chỉ số phái sinh, chỉ số VN30 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Tuần tới sẽ là một cái tuần nó sẽ quay về cái ngưỡng 1465. Tức là cái biên ở trên này thì 1475 thì khả năng nó sẽ có những biên test thì nó là đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra cái xu hướng của phái sinh của VN30 ở vùng 1465 ở đây, để chúng ta tiếp tục có những cái đánh giá về mặt kỹ thuật của thị trường. Còn đối với chỉ số index, VN Index, thì các anh chị có thể nhìn lại đây này, cũng sẽ cho các anh chị nhìn lại một cái góc nhìn nó tương đối là tổng quan, để chúng ta nhìn thấy được là thị trường của chúng ta đã vất vả như thế nào ở cái vùng 1310 điểm đến vùng 1000. Đây các anh chị. Đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây là một cái xu hướng tổng quan của index sau khi mà nó có một cái trend kỹ thuật chỉnh giảm. Thì ở bên này con dốc chúng ta đã có những cái điểm suýt soát mà nó đi về lại được gần cái vùng kháng cự đây. Rồi, và trong tuần vừa qua trong cái nhịp hồi này thì index của chúng ta cũng đã chém được cái vùng 1310 này để đi lên, đấy là một cái điểm nhấn kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Nhưng sau một cái điểm đi lên đó, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta lại đang có những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải có thêm những cái sự phân tích tiếp theo. Và tuần giao dịch mới thì index của chúng ta sẽ quay về cái biên kỹ thuật của nó ở đây, đó là khoảng biên 1335 đến 1340. Sau đó thì điểm sâu hơn thì nó có thể đi về vùng 1328 điểm. Và đó sẽ là những cái biên mà để xác nhận những cái xu hướng cực kỳ quan trọng của thị trường chung. Và trong trường hợp nếu như thị trường chung của chúng ta bị một trong những cái yếu tố nào đó bị phá vỡ thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta cần hết sức lưu ý.
Rồi, về thị trường chung thì trong tuần tới, về nôm na là thị trường chung cũng bắt đầu đi vào những cái kháng cự mạnh. Và chúng ta cần phải hết sức lưu ý, thận trọng. Và hiện tại thì cổ phiếu của chúng ta cũng đã về hết tài khoản rồi. Cùng lắm thì nó khoảng phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba nữa thôi, phiên ngày thứ ba hoặc phiên ngày thứ tư. Đó thì những cái mã cổ phiếu mà chúng ta mua sau sau á, mua hôm nay ví dụ như vậy, thì đấy là những cái vị thế mà ông Lê đã khuyến nghị bắt, gọi là bắt chậm bắt ít để chúng ta thăm dò thêm cái xu hướng cổ phiếu, xu hướng của thị trường. Và để được nhận các cái phân tích chuyên sâu, để được nhận các cái phân tích chuyên sâu thì đây đây là những cái phân tích khá là chuyên sâu ví dụ như vậy. Đó, ví dụ trong phiên ngày hôm nay thì thị trường cần phải thủ lại được ở những cái vùng nào, ở cái vùng trời nào chúng ta cần phải thủ lại được. Rồi những cái vị trí nào mà chúng ta cần phải phải giữ lại được thì chúng ta mới có thể có tiếp cái xu hướng tiếp theo của thị trường. Thì tất cả những cái phân tích về thị trường, về cổ phiếu, đó, những cái review rất là ngắn gọn như thế này. Thì mời các anh chị về cùng với team cùng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS đầu tư. Cùng với đó thì công ty VPS cũng đang có những cái chính sách rất là tốt cho khách hàng về phí giao dịch đó, và chúng ta sẽ được nhận được các cái phân tích rất là chuyên sâu, rất là chuyên sâu của chúng ta về mặt cổ phiếu. Và tất cả những cái mã cổ phiếu nó chỉ có một thời điểm nhất định để mua, và thời điểm đó khi bản tin tuần được lên sóng thì có thể cổ phiếu đã qua mất rất nhiều các cái điểm mua đó, các cái điểm mua đẹp. Và những cái điểm mua đẹp đó thì nó phát sinh trong phiên giao dịch, trong khung thời gian giao dịch trực tuyến. Và các anh chị muốn cập nhật được những cái đó thì mời các anh chị về. Rồi, bản tin tuần này đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong các cái bản điểm tin tiếp theo.